luôn mấy chị nha. Đây. Rồi chị nào vô rồi cho Hải xin nút chấm chấm tương tác đi mấy chị ơi. Tương tác với Hải nha cả nhà nha. Hãy hãy xả ngay cái khúc chỗ đây nha mấy chị nha, tại vì mấy chị hàng nghe chỗ đó cũng có hàng gì đó. Làm kia được lại đây cho chị còn chậm. Để cái này qua bên kia để biết. Rồi hello chị Cẩm Bình nha. Hello mấy chị nha. Hello chị Mai Mai, chị nào vô rồi cho Hải xin nút tương tác đi mấy chị nha, mấy chịu nha. Hãy lên cho mình mấy cái hàng mà hàng sale này kia, tại vì Hải đang Hải chuẩn bị Hải decor lại cái phòng live á, nên là Hãy xả với cái hàng để cho nó rộng kho để Hải làm nha mấy chịu nha. Rồi hello mấy chị nào vô rồi cho Hải xin nút tương tác nha mấy chịu nha. Vô nhanh nha mấy chịu nha. Rồi hello mấy chị, vô đi mấy chị ơi, tương tác lên nha mấy chị yêu nha. Mấy chị hàng lẻ chứ không chỗ đó cho nó có hàng lẻ không? Ngoài đến nhanh mấy chị yêu ơi, gần để like cho nó nhiều nha mấy chị yêu nha. Chia sẻ like dùng cho Hải với, bắt đầu lên nha mấy chị yêu nha. Đây, mấy cái mẫu này là mẫu lẻ, chưa hề bóc like luôn á mấy chị nha. Nhiều lắm. Mình thấy cái mẫu hàng bôm này mấy chị. Lên đi mấy chị ơi. Có lớp chân dài không chị ơi? Lớp chân dài như chị like lúc đó hình như hết rồi sao? Lớp chân dài hết rồi mấy chị ơi, hết rồi nha. Rồi chị nào vô rồi cho Hải xin nút chấm chấm tương tác đi mấy chị yêu nha. Tương tác lên cho Hải với. Bữa nay Hải sẽ sale bớt hàng nha mấy chị yêu nha. Hải sale mẫu 2-3 cái, 4-5 cái cho mình luôn. Chị nào vô rồi cho Hải xin nút chấm chấm tương tác đi mấy chị. Hôm nay mạng nó, mấy bữa nay fanpage của em nó bị dị mấy chị ơi. Tương tác rất là kém luôn á. Đẹp chưa mấy chị? Rồi lên lẹ nha mấy chị yêu nha. Không mình dùng che mã đi mấy chị. Thôi bắt đầu em lên sale dần dần nha mấy chị yêu nha. Rồi cái liều che mã này là mã A1 dùng cho em nè. Xả luôn mấy chị cái set này 59.000 luôn. Lên liều che mã A1 nha cả nhà nha, 59.000. Chốt lẹ mấy chị. Lên lẹ nha mấy chị yêu nha. Chia sẻ like lên. Chị nào mà lên hàng sale mấy chị nhớ là chia sẻ like dùng cho em ha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho em. Xin một nút thả tim thả like mấy chị, tương tác lên để mình chốt hàng sale nha mấy chị yêu nha. Không phải là mạng kém mà là fanpage của em nó bị mất tương tác mấy chị ơi, nó bị không có tương tác của khách đó. Mấy chị có nhận được thông báo like không mấy chị, hay là đợi canh mấy chị? Mình có đơn nào gửi chưa nhận được không ạ? Chưa vào rồi, chị sẽ lại lên với em nữa mấy chị ạ. Rồi lên luôn mấy chị ơi, cái dùng cho em mã A1 dùng cho em nè. Xả luôn mấy chị cái set này 59.000. Hãy lên luôn nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã A1 dùng cho em. 59.000 dùng cho em. A1 59.000 dùng cho em. Chị có chị mấy cục hàng lãi vô trước đầu này. A1 với em 59.000 em chỉ chốt thằng xe là chơi gì nào đã chia sẻ like cho bên em thôi chị ạ. Rồi lên liền cho em mà A2 dùng cho em nè mấy chị nè. A2 nguyên set này luôn, em tặng luôn 59.000. Lên liền cho em mà A2, con này là hàng 100 A1 59.000 chứ Trần Tinh đã chia sẻ like cho bên em nè. Con này là hàng 130 nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A2 dùng cho em nè mấy chị nè. A2 nha, em tặng luôn 59.000 luôn. Chốt liền cho em mà A2 59.000 có set duy nhất. A2 lên giúp em. A 59.000 giúp em đi. Lên liền cho em mã A2 59.000.
Rồi lên liền cho em mà A3 dùng cho em 39.000 có mấy con thôi mấy chị. A3 à, cho Ali Sang đã chia sẻ lo cho em rồi. A3 này em có được 4 con rồi mấy chị, 4-5 con ha. Lên liền cho em mà A3 dùng cho em. A3 nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mà A3 39.000 con này là hàng thun Mỹ mấy chị. Chất của nó đẹp lắm. Thật sự luôn 39.000 mà. Bình thường các bạn đi shop với bạn đi mua con này phải rơi tầm khoảng giá là trên 100.000 á. Nhưng mấy chị nha. Phạm Thị ơi, lên liền cho em mà A3 dùng cho em 39.000. A3 nha mấy chị nha, 39.000 dùng cho em, 60kg đổ lại men ok mấy con này mấy chị nè. A4 dùng cho em 39.000. A3 cho chị ạ. Rồi lên liền cho em mà A4 39.000 luôn mấy chị có con nè. A3 chị Thình Hướng, chị cố gắng chia sẻ like cho em mà đã lên mạng mấy chị ơi. Nhiều chị chưa chia like em có chốt được mấy chị ạ. Mấy chị ơi, cho Hải xin lúc chia sẻ A3 cho em 39.000 liên trần chia sẻ like cho em mà đã lên mạng ạ. A3 cho Nguyệt Hạt. Ơi, cho hỏi nó chia sẻ A3 cho Thu không? Phạm đó chia sẻ like cho em nè. Rồi lên liền cho em mã nha mấy chị. Thu Phạm ơi, đứa này vừa rồi em đi cho chị luôn rồi chị ha. A4 Nguyễn Hồng Tiên chia sẻ cho em. A3 cho Thu Hiền. Rồi lên liền cho em mã A5 dùm cho em 39.000. Mấy con này đẹp lắm luôn mấy chị nè. A3 Trần Dương. Rồi lên liền cho em mã A5 dùm cho em 39.000. Mỗi mẫu có một con thôi. A5 dùm cho em, hãy tặng đầu like luôn ha. Rồi lên liền cho em mà A6 dùm cho em. A4 cho Nguyễn Nhung. Rồi lên liền em mà A6 39.000 mấy con này mấy chị. Đi rồi chị Thu Phạm nha. 60kg đổ lại men ok chạy nha. Chắc đẹp lắm mấy chị ơi. 39.000 thôi. Rất là xinh luôn ấy. Lên liền cho em mà A6 dùm cho em 39.000 dùm cho em. Chị Hạnh Phạm Thị, chị Liên Trần chia sẻ like lên cho em mà đã lên mạng mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A7 dùm cho em. A5 cho Thu Phạm. Rồi lên liền cho em mà A7 dùm cho em 39.000 dùm cho em. Lên liền cho em mà A7 39.000. Và con này em có được một bộ An Phạm chia sẻ lên cho em mà đã lên mã. Một bộ duy nhất nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A8 dùm cho em nè mấy chị nè. A8 em có bộ duy nhất mà em tặng mấy chị 59.000 luôn. Lên liền cho em mã A8 59.000. A8 dùm cho em ha, 59.000 dùm cho. Chúc em mã A8 mấy chị ơi, mấy hàng sale này em mấy hàng sale này em chỉ chốt khi nào chia sẻ like thôi nha. Mấy chị nhớ là chia sẻ like để công khai đi mấy chị. Nhưng mấy chịu nha. Hay là mua hàng rẻ quá mình sợ chia sẻ like mấy chị. Cho Hải xin lúc chia sẻ like với cả nhà ơi. Tương tán với Hải với. 88 mấy chị ơi mấy chị ạ. Mấy chị cho Trinh, em Trinh chia sẻ like cho em mà đã lên mã. Cho Hải xin lúc chia sẻ like nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 88 cho Phương Phương. Rồi con này em tặng luôn mấy chị luôn ha. 49.000 lên liền cho em mã A 10 39.000. Rồi lên liền cho em mã A10 dùm cho em 49.000 luôn mấy chị. Lên liền cho em mà A10 49.000. Phôm này mấy chị 55kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mà A10 con này là vải xôi nha mấy chị nha. Con này mặc sướng lắm luôn á. Hàng 90 nha. Em xem mấy chị 49.000. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mà A10 49.000 mấy chị ơi. Nhiều chị lên đơn nhưng mà không chị cháu chị nào đã chia sẻ like thôi mấy chị hả? Nhiều chị lên mã nhưng mà không được đọc tên, có nghĩa là mấy chị không chia sẻ like. Ví dụ như chị Sương Sương là không có được đọc tên nè. Nhưng mấy chị nha, mình chia sẻ like lên mấy chị. Mình mua hàng 39-49 ngàn. Mình cho Hải xin lúc chia sẻ like. Thì hình nộp kháng chia sẻ like lên cho em A10 cho hàng Ngô Vinh. Mấy chị cho Hải xin lúc chia sẻ like để mình lên hàng nha mấy chị nha. Tương tác của Hải với mấy chị ơi. Rồi 39 ngàn. Lên liền cho em mà A11 dùm cho em nè. Lên liền cho em mà A11 nha mấy chị nha. A10 còn mà. A10 cho Nguyệt Hạt. Rồi lên liền cho em mã A11 dùm cho em 39.000 dùm cho anh. Lên liền cho em mã A11 con này hàng to bao nè mấy chị. A10 Trần Ngọc Trang. Mấy chị ơi chia sẻ like lên nha, hãy mới đọc tên những chị nào đọc tên thì mới được nha mấy chị nha. Tại vì mấy chị không có chia sẻ like tới. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi liền cho em mã này là mã A10 Thu Phạm. A11 dùm cho em 39.000 áo phong tập. A10 Thu Nguyễn. Thấy Kiều Bùi chia sẻ like lên cho em mà đã lên mã đi mấy chị ơi. A10 Thu Phạm có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã này là mã A12 dùng cho em nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã A12 dùng cho em ha. Hôm này 65kg đổ lại men ok, em tặng lót cho mấy chị con này. Ok nha. 59.000. Lên liền cho em mã A12 59.000 con này phôm to nha. Con này là hàng thun Mỹ dùng cho Hải. 65kg đổ lại men ok, tặng mấy chị con này 59.000. Chốt liền cho em mã này là mã A12 dùng cho em 59.000 nha, thun Mỹ nha mấy chị nha. Bữa nay hết thun rồi mấy chị, bữa nay đi nhập thun là hàng 6 mấy 7 mấy ngàn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em 12 59.000 lên giúp em đi. Lên liền cho em mã A12. Cho Ali Sang 59.000 dùng cho Hải. Rồi con này em còn được 3 con. Cho Kim Ngân 3 con nha, em sale nốt cho mình 59.000 luôn. Lên liền cho em mã A13 59.000.
A13 dùng cho em ha, 59.000 một con đầm. Dễ thương chưa? Con này phô mấy chị 65kg nha. Bầu bí rồi mang ok. Cho ăn phẩm A12. Đẹp chưa không? Còn phôm dài nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã A13 dùng cho em. Xả luôn mấy chị 59.000. Có 3 con thôi mấy chị ơi, 3 con nha. Lên liền cho em mã A13 59.000 dùng cho em. A13 cho Vi Nguyễn 393. Dễ thương lắm mấy chị ơi. A13 gì hồi nè. Rồi lên liền cho em mà A14 dùng cho em. Con này của Hải đang cầm là size L mấy chị. Con này là dáng công sở. A13 Dung Nguyễn. Hàng công sở nha cả nhà nha. Tặng luôn mấy chị con này size L luôn 59.000. Lên liền cho em mà A14 size L 59.000. A14 nha mấy chị nha. Size L dùng cho em 59.000 dùng cho Hải. Lên liền cho em mà A14. A14 mấy chị ơi. A14 59.000 lên giúp em ạ. À. Lên liền cho em mà A14 dùng cho em 59.000 size L mấy chị lại làm công sở lấy con váy nâu đó mặc đẹp lắm mấy chị. A13 Dung Nguyễn có rồi chị nhỉ? Giờ lấy cái này mà A14 với em cho Kiều Dung. Rồi một con váy A14 lên cho em ạ. À. Xả luôn mấy chị con này 89.000. A14 cho hồi nè. Rồi lên liền cho em mà A15 89.000 dùng cho em. A15 89.000 phôm này 60kg nha mấy chị nha. Nè nè. Con này là phôm Babydoll dùng cho em, phôm dài dùng cho em này. Em xả mấy chị 89.000. Lên liền cho em mã A15 89.000 con này xinh này mấy chị này. Chị Hoài Na ơi, khách mới chọn thêm thì cọp cho em 200 một tài khoản rồi chốt tiếp chị nhá. Lên liền cho em mã này nha mấy chị. A15 thu thu hồ hai con. Lên liền cho em mã A15 dùng cho em. Lên liền cho em mã A15 dùng cho em. A15 nha mấy chị nha, chốt liền cho em mã A15. A15 lên cho em 89.000 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã A16 dùng cho em 89.000, nó có một con này, một con màu kem này. À thu thu hồ lấy luôn em. A15 cho Thu Phạm. Rồi lên liền cho em mà A16 có một con nha. Thấy Minh Ngọc à. Lên liền em mà A16 89.000 đồng cho. A16 Thu Thu Hồ. Alo. Rồi con này em có set 24. Sửa rồi, anh báo sửa luôn rồi đó anh kiểm tra. Set 24 cho cả nhà nha. Đây kèm chân vái này. Nguyên một set luôn mấy chị ơi. Là 8 triệu 2. À tặng cho mấy chị con này 49.000. Cái ship anh coi cho thống cho em lại với. 49.000 ha. Lên liền cho em mã A10. Để em đợi tấm coi cộng bao nhiêu. Lên liền cho em mã A17 dùng cho em. A17 nha cả nhà nha. Với giá là 49.000. Lên liền cho em mã A17 dùng cho em ha. A17 dùng cho Hải nha mấy chị nha. 49.000 dùng cho em. Cảm ơn chị Hằng Phan nha. Rồi lên liền cho em mã A17 dùng cho em 49.000 có vài set đó mấy chị. Hải có được 5 set. 5 set nha, 55kg đổ lại, size M đó cả nhà. Size M nha, giờ lấy thì chốt liền cho hả. A15, 16 hết rồi, bây giờ là mà A17 lên. Lấy liền cho em mà A17 dùng cho em 49.000, có mấy set đâu mấy chị. Alo. Cái đó, bỏ ra. Còn lại 8.643.000. Rồi set này cưng lắm luôn nè mấy chị. Chị nào nhanh là có set này luôn ha. Ôi vậy chị Trịnh Hồi Nguyên. Chị ơi gà nút mình cho hãy nha chị những móng tay luôn. 27 49.000 lên giúp em mấy chị ha. Cho Ngọc Bính NB cho đi chiêu trần. Nè mấy chị. Đẹp chưa? Nguyên một set luôn nha, kèm quần cho mình. A17 49.000 giúp em ạ, cho Dung Nguyễn hai con. Rồi lên liền cho em. A17 49.000 lên giúp em mấy chị ạ. A18 này số tài khoản trên trang bị ở chị Hoài Nga. A18 này của Hải là size M thôi mấy chị ơi, SM đổ lại thôi nha. 59.000. A17 cho Hành Phẩm thì. Rồi lên liền cho em ạ, A18 dùng cho em 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em ạ, A18 59.000 nha. Lên liền cho em ạ, A18 59.000 có mấy set không mấy chị? Lên liền cho em mà A18 59.000 vài con thôi nha mấy chịu nha. Hẹn ở trong đó chút đi. Số tài khoản nó có trên trang bị ở trong phone bay đó chị Hoài Na nha. A18 nó giúp em 59.000 cho Nguyễn Thủy. Lên liền cho em mà A18. Áo chị mang có bán không? Áo chị mang có nha. Áo chị mang là áo len. A18 lên giúp em 59.000 cho Hồng Hoa, cho Lan Chi. Rồi lên liền cho em mà A19. Lên liền A18 cho Hoa Nguyễn. Rồi chốt liền. Ồ con áo này xịn chưa mấy chị? 39.000. A18 cho Chi Chi. Rồi lên liền cho em mà A19. A18 Yến Nhi. 39.000 dùng cho em. Cái con áo hồng này đẹp lắm nè mấy chị. A18 Hằng Ngô Vinh.
Lên liền cho em mà A19 dùng cho em 39.000 dùng. A18 còn 2 con chứ Dung Nguyễn ha. Rồi lên liền cho em mà A19 39.000 dùng cho anh. Lên liền cho em mà A19 39.000 có mấy con thôi. Con béo này đẹp nè. Lên liền cho em mã nha mấy chịu nha, phía sau nè. Dễ thương chưa? Lên liền cho em mà A19 dùng cho em 39.000 dùng cho anh. Rồi lên liền cho em mã này nha mấy chịu nha. A20 dùng cho em rồi mấy chị, 49.000 một con đầm caro nè. Con này xịn lắm nha mấy chịu nha. Nè, form là của nó đầm dài mấy chị, dài nha mấy chịu nha. Lên liền em. Em sẽ ra lấy áo chị mặc quá nha. Ở ngồi ngồi kể nha. 39, 39.000 như hình. Rồi lên liền cho em mã A20 dùng cho em 39.000, à 49.000. Form này mấy chị bầu mang được nè. Bầu mang được nha, rất là xinh luôn ấy. A19 39.000 Thu Phạm. Lên liền cho em mà A20. Chốt liền cho em mà A20 dùng cho em 49.000. Cái đầm taro này đẹp. A19 nha An Phạm. Đầm taro này hàng xịn sò luôn. Lên liền cho em mà A20. A19 cho Thu Huyền. A19 Kim Ngân. Rồi nên cộng 200. A19 39.000 lên giúp em cho Hương Nguyễn hết. A19 là phẩm thầy. Ok chị. A19 cho Minh Ngọc. Rồi lên liền cho em mà A20 đi mấy chị. A20 đầm này đẹp lắm nè, hãy nói thật sự luôn ấy. Mấy chị nhận về Minh vải Ngọc đi. Minh Ngọc mà là bít trăm đúng không chị? 49.000 thôi, vải rất là đẹp nha mấy chị. Mối đồ vô nữa thôi là mấy chị cứ nghĩ đi, mình mua hàng 200 không à. Tại vì mấy chị dành con sơ mi mãi không có tìm ra được, khổ ghê luôn á. Sơ mi này mấy chị 39.000 nè. Lên liền cho em mã A21 39.000 một con sơ mi nè. Lên liền cho em mã A21 39.000 dùm cho anh. Lên liền cho em mã A21. 20 49.000 cho vật Vũ Thị Dung. Rồi lên liền cho em mã A21 dùm cho em ha. 39.000 một con áo sơ mi form 52kg đổ lạnh men ok. Thì nào có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đơn chứ 100.000 thì thứ năm em đi đơn luôn mấy chị ha. Mấy chị ơi cố gắng chọn đủ 20 cho Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã A21 dùm cho em 39.000 dùm cho em. Đúng rồi có nên đổ Minh Ngọc nha. Ok chị nha. Rồi lên liền cho em mã A21 dùm cho em 39.000 một con sơ mi nè. Sơ mi nha mấy chịu nha. Mình mới mà kèm số điện thoại cho em ạ. Lên liền cho em mã A21 dùm cho em 39.000 một con áo sơ mi nè. Sơ mi nha. Đây mấy chị, để quên cái set này nè. Cái set này bữa hôm trước là Hải Lai một con váy nha mấy chịu nha. Hãy like mấy người A21 cho em 39.000 ạ. Hay là nó màu rêu trong đó. A20 49.000 cho Hiền áo cưới. Đúng không? Em nhìn vô nó màu đen hả? Đây áo em mặc đây nha mấy chị. A21 cho chị Như Hình. Này là bên 189 này. Rồi lên liền cho em ạ. A22 189 dùm cho em. Con này là len, con này là hàng cao cấp đó mấy chị. Nè con nãy bạn order 300 mấy nha, 300 350 hay 380 gì đó, 189.000. Lên liền cho em mã A22 dùm cho em 189.000 nha mấy chịu nha. Cái này là hàng loại 1 đó mấy chị, len của nó 21 ly ly rất là xịn nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A22 189.000, còn có được có mấy con thôi mấy chị. 21 cho Hồ Thị Mỹ Yến. Lên liền cho em mã A22 189 dùm cho em mấy chị lấy đi, con này xịn lắm, mấy bạn order rất là cao luôn ấy. 21 cho Vũ Thị Dung. Lên liền cho em mã A22 là áo hải mang nha mấy chịu nha, 189. 21 cho Thi Phan. Có lẽ em có gắn tròn đủ đơn trên 100.000 thì thứ năm em đi đơn luôn mấy chị ạ. Lên liền cho em mã A22 189 dùm cho hả? Có vài con thôi mấy chị, em còn được 4 con thôi, 4 con nha. Giờ lấy đi chút. Rồi cái này là xếp nè mấy chị nè. Xếp này nha mấy chịu nha. Set này của Hải là đang cầm, Hải cầm xay 52kg đổ lại nên ok thôi. 52kg nha. Hải xay nguyên cái set này 89.000 luôn. Lên liền cho em A23. A23 cho Hồi nè. Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mà A23 dùng cho em 89.000 dùng cho em. A23 nha mấy chị nha, 89.000 dùng cho em. Con này Hải nhận order mấy chị ở trên nhóm order là hàng cao hơn Hải like đó nha mấy chị nha. Chị nào lấy đi rất là xịn luôn. Rồi lên liền cho em mà A23 dùng cho em 89.000. Con này bữa trước là hàng 119.000 đó. Mà hãy bữa trước hãy về nó nhầm với cái cục hàng, cái lại cục hàng hàng váy nên là bỏ ra của khách này. Không có chốt của ai luôn á. Lên liền cho em mãi dùng cho em. A23 dùng cho em 89.000.
Lên liền cho em mà A3 89 ngàn dùm trời. A3 89 ngàn Long Minh Hy. Đây xếp thu đi không biết. Cái này còn 3 xếp nữa. A3 Đinh Phượng. Hello chị xin một cana nha. Lâu quá trời lâu luôn. A3 Nguyễn Kim. Rồi lên liền cho em mà A24 dùm cho em nè mấy chị. A3 Thúy Hồ. Rồi lên liền cho em mà A24 99 ngàn dùm cho em nè. Cái này là set nha mấy chị nha. Set áo hoodie nè, dành cho mình quần. Hôm nay mấy chị 65kg. A3 Nương luôn. 65kg đổ lại đang ok. Lên liền cho em mà A24 dùm cho em. A3 Liễu Rồn. Rồi lên liền cho em mà A24 99 ngàn, set này mang đẹp lắm. A3 Ngô Vinh, hết A3. Lên liền cho em mà A24 dùm cho em 99 ngàn. Hôm nay mấy chị nào 65kg, 60kg mang ok kìa. Cái này hàng phịnh ơi là phịnh luôn. Mấy chị lấy cái set hoodie này may nè. Có thể tách riêng ra mặt được luôn nha. Với lại mùa này mấy bạn mua mấy cái set này hàng đẹp lắm. Mặt rất là đẹp. A4 lên cho em 99 ngàn ạ. Lên liền cho em mà A4 99 ngàn. Có 3 set thôi. Ok chị xếp một cà na nha. Rồi lên liền cho em mà A25 dùm cho em, 59 ngàn dùm cho em. Một con áo tan tốt nè, có lót bên trong. A4 Trịnh Hoàng Nguyên. Có lót bên trong nha, và cái vải của nó đã lắm. Hải thâu hàng phun Mỹ. A4 Trần Dương. Con này hàng phun Mỹ nha cả nhà. A4 Như Huỳnh. Rồi lên liền cho em mà A25 dùm cho Hải nè. A25 nha cả nhà nha. Với giá là 59 ngàn. Lên liền cho em mà A25 59 ngàn vải. A4 cho Hai Thái. Vải này rất là đẹp luôn mấy chị. Mỗi tuần em cũng về để cử hàng nhưng mà không có chứ mấy chị ơi. Nhưng mình có A4 rồi. Còn bao nhiêu em like bấy nhiêu cho mình á. Cái hàng này hết rồi. A25 cho em 59 ngàn mấy chị ạ. Lên liền cho em mà A25 59 ngàn. Áo đó đẹp lắm cả nhà. A25 cho Thu Thu Hồ. Rồi A25 lên cho em 59 ngàn ạ. 59 ngàn lên liền cho em mà A26 dùm cho em. Rồi chốt là dùng cho em mà A26 59 ngàn set reel dùng cho em nè. Set reel này phô mấy chị 55kg đổ lại mấy chị mang ok la đẹp. A24 lúc nãy 99 ngàn cho Liên Tròn. Hàng này đẹp lắm luôn mấy chị nè. Lên liền cho em mà A26 dùng cho em 59 ngàn. Lên liền cho em mà A26 59 ngàn phô cho chị 55kg đổ lại mang ok dùng cho em. A25 cho Nguyễn Hồng Tiên. Vải rất là đẹp nha cả nhà nha. Lên liền cho em mà A26 dùng cho em. A26 59 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà A26 59 ngàn nha cả nhà nha. Đây, đây chị nào hỏi áo bóc. Alo. Cái này nó có vài con không? Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Hết rồi, còn có vài con kèm đây nè. Mà con này là hàng siêu cấp luôn á. Mấy chị lấy một con áo này mặc đi. Áo hoodie nỉ này mặc. Dạ rồi nghe. Dạ. Dạ chị, tại vì cái đơn đó người ta, đơn đó em đi trước còn cái đơn kia em đi sau lại chị, tại vì nó nằm ở hết trên bưu điện rồi chị ạ. Nên là em phải cứ đi cái đơn mà lúc sau thì em gọi cho chị nha. Tại em đi cái đơn đó trước còn cái đơn sau em chưa có đi lại được. Ai? Em phải đợi nó về rồi mới đi lại được chị. Dạ dạ dạ. Này, nghe giá con này là chịu luôn đó chị. A25 Nguyễn Hồng Tiên có rồi nha. A26 với Thu Phạm 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A27 dùng cho em 119 ngàn nha mấy chị nha. A26 Sương Sương. Chị nào mua cái áo này của Hải cũng phải mua 2-3 cái luôn á. Hải vì mẫu nào cũng phải mua luôn á. Tại vì mặt rất là sướng. A26 cho Lê Thảo Nguyên 799. Mặt rất là đẹp nha cả nhà nha. Nó tặng kèm cho mình một cái bao để trùm bạn nào bán sốt á. Để bạn gửi bạn trùm vô nha. A26 Vũ Thị Dung. Lên liền cho em mà A27 dùng cho em. A27 dùng cho em 26 Thế Kiều Bùi 119 ngàn. Lên liền cho em mà A7 26 Nguyễn Thùy 119 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mà A27 119 dùng cho em. Lên liền cho em mà A27 119 ngàn cả nhà. Đẹp lắm. Đẹp lắm nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. A27 dùng cho em 119 ngàn. Hãy còn 5 con cuối luôn á. Cả nhà lấy đi. Tịnh sò lắm. A7 119 cho Yên Yên. Túi có thờ trong. Lên liền cho em mà A27 dùng cho em 119 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị tiếp mẫu này nha. Chân quái rinh.
109.000 lên size giùm em. À vậy cho chị út nhỏ. SML lên liền cho em mã A28 kèm size SML chung với rin 107 cho út Bích Hoàng. Chung với rin 109 thì mấy chị kèm size SML chuẩn 100% hàng Quảng Châu cao cấp luôn ha. Nhưng mà con này hãy ôm được sale thì mới có giá này nha mấy chị yêu nha. Con này là sale chắc cũng rẻ lắm luôn đó mấy chị, siêu rẻ luôn. Bình thường con chuyên vải mua 300 mấy không à. Vải của nó đã lắm mấy chị. 109.000 lên size dùm cho em. Lên liền cho em mã A28 kèm size nha, size S, size M, size L dùm cho em. Chân váy rinh mấy chị. Chân váy rinh nha cả nhà nha. Lên size chị nào mặc size gì mua size đó dùm cho em ha. Lên liền cho em mã A28 lên size dùm cho em. Size S, size M, size L nha mấy chị nha. SML dùm cho em. Hãy còn được 2 ri cuối nha. 28 kèm size SML là giúp em à. 109.000 mấy chị nha. 109.000 chào lấy chốt liền cho em mã A28 kèm size dùm cho em. Rồi bộ này bán tặng cho mấy chị luôn. 28 kèm sao đây giúp em ạ. Bộ này bán chi ăn cho mấy chị luôn. Bộ này chi ăn cho mấy chị với giá là 49.000. 28 SM cho Yên Yên 49.000. Lên liền cho em ạ. A29 49.000 dùm cho em. Phôm 55kg mấy chị. 55-58kg. Con này xây hay to đó mấy chị. 58kg rửa lại. 28M cho Hồng Nhung Ly. 58kg rửa lại ha. Lên liền cho em ạ. A29 dùm cho em. A29 nha mấy chị nha. A29 dùng cho hả? 49.000. A28 lên. Chỉ còn xe S và L thôi chị Hương Nguyễn ơi. Rồi con này bộ siêu cấp nha mấy chị. A28 em chỉ còn xe S và L thôi mấy chị ạ. Bộ siêu cấp nha. A29 lên giúp em. A29 49.000. A29 49 cho bé nhỏ. A29 49.000 cho Thu Phạm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Chính cho Lan Thảo, còn có chị Đằng Hiền. Rồi lên liền cho em mã A30 dùng cho em 99.000 mấy chị mua bộ này nè. Bộ này hàng siêu cấp luôn đó nha, không phải là hàng thường. Chính cho Nguyễn Hình Linh. Bộ này mấy chị nào mà size to SML, XL, 2XL. Chính Lan Thảo có rồi à, chính cho Kiều Dung. Bộ siêu cấp dùng cho em ha. Bộ siêu cấp nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã A30 99.000. Đẹp lắm cả nhà ơi, siêu xịn cái bộ này luôn ấy. Rất là đẹp luôn, chạy viền nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã này là mã A30 dùng cho em ha. A30 99.000 bộ siêu cấp luôn đó. Mấy chị lấy đi, về lấy hủ hủ hay bán 99.000 cam kết mấy chị hàng 300 mấy ngàn một bộ luôn á. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã A30 dùng cho em. A30 nha cả nhà nha. 99.000 dùng cho em, bộ này xịn với sò. A30 lên cho em 99.000 cho Thu Phạm. Lên liền cho em mã A30 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A30 nha cả nhà nha. 99.000. Rồi hãy có cho mình một con áo phong Pepsi. Cái này nam mang được luôn ha. Lên liền cho em mã A31 59.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã A31 59.000 nè. Áo phong. Phong này mấy chị mang cặp cũng được, nam mang được. A30 99.000 cho Nguyễn Hồng Tiên. Nam mang cũng được luôn nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. A30 cho Nguyễn Thanh Huyền. Rồi lên liền cho em mã A31 59.000 dùm cho em. Phong này mấy chị nào mà 65-75 cái hít nam mang cũng được luôn ha. Áo thun này mặc quần ngố đi mấy chị nha. Mua về mặc quần ngố nè. Mặc quần legging cũng đẹp ha. Chào lấy gì chốt liền cho em mã dùng cho em. A31 59.000 dùng cho em. Cho chị cái bộ xanh ở ngoài đó với em. Cái bộ xanh. Bộ xanh màu táo viền luôn. A31 59.000 cho anh Phạm. Bộ xanh dài hàng Zara. Lên liền cho em mã A31 dùng cho em. A31 nha cả nhà ơi. Cái nhỏ còn sale không em? Nè, đổ qua cái màu hồng này không? Này, bữa này bị chị bị khách bôm chị bỏ ra em. 159.000 nè, lấy không em nè. Lên liền cho em mã hồng 159 nè. Hồng 159 nha. 159.000 xe sang kim. Con này nè mấy chị nè. Con này là mặc luôn rất là xịn luôn, mấy chị có thể làm khoác được, mấy chị có thể làm áo len bình thường được luôn ha. Nút này là gỡ ra được nè cả nhà nè. Hàng lộ 1 cho mình nè mấy chị, nhìn cái nút dùng cho em ha. Lên liền cho em mã dùm cho em A32 dùm cho em 159.000. Có một con cuối cùng luôn á. Nhưng mấy chị yêu nha, một con duy nhất cuối cùng. A31 59.000 cho Nguyễn Thanh Huyền. Rồi lên liền cho em mã A32 159. Còn con nha mấy chị yêu nha, 159 dùm cho em, có con duy nhất là mấy chị. Bữa hôm trước chị để cho em màu, nó bị nhầm qua màu xám, cái chị bỏ ra. Cái hôm bữa trước chị bỏ em rồi mà sao mà mình về màu xanh. Nhưng mà giá nó cao hơn 10.000 cũng không dám. Rồi lên liền cho em mã A33 dùng cho em nè. A33 nha cả nhà nha. 39.000 màu vàng. Được 6 con. Được 6 con nè mấy chị.
lên liền cho em mà A33 dùng cho em. A33 hồng cho Yên Yên. Rồi lên liền cho em mà A33 dùng cho em. Bột kia này, bột bồng bồng nó hết rồi hả? Cái bộ Zara, cái bao Zara, cái bộ quần dài áo dài. Là A33. Lên liền cho em mà A33 dùng cho em. 39.000 dùng cho em nè. Lên liền cho em mà A33 39.000. Ô cái này mới rút còn một phép mà siêu sừng luôn đây. A33 Thúy Hồ. Tắm sẵn A34 đi nghe. A33 Thu Phạm. Tắm sẵn A34 đi nè. Được chưa? Nhận có một bộ hả? 99.000. A33 An Phạm. 99.000 ha. Dạng quần của nó là dạng quần gốm ngố á mấy chị. Cái set này đẹp lắm. Set này hàng hãng luôn. Size M nè. Iri nè mấy chị nè. Fan của nó nè. A33 cho Minh Trang. Cái set này đẹp lắm mấy tình yêu. Lên liền cho em mà A34 99.000. Size M 55kg đổ lại men ok. 50% phía sau là chung dùm cho em. Set này đẹp lắm. Lên liền cho em mà A34 duy nhất một set. Vậy nào lấy đi. Lấy liền cái set A33 cho Thúy Lan. Lên liền cho em mà A34 đi. A33 Hằng Ngô Vinh. A33 cho Minh Ngọc. Thúy Lan có rồi ạ. A33 gì Thanh Sò Mò. A33 cho Thúy Vân Phạm. Ôi con áo xinh chưa nè. Nghe mấy chị nghe em đại lộn lúc á. A4 bao nhiêu? 99 nè. A4 cho Lê Yên Trần hết A4 á. Rồi lên liền cho em mà A35 size M. Có 2 set thôi, em tặng mấy chị 59.000. Lên liền cho em mà A35 dùng cho em. 59.000 size M. Duy nhất được có 2 set thôi. 2 set nha cả nhà nha. Vào lấy thì chốt liền em, con áo này đẹp á. Có 2 set thôi mấy chị ơi. Lên liền cho em mà A35. Dạ đúng không? A35 size M dùng cho em ha. A35 size M dùng cho em. Dạ dạ, đó đi. Tên gì anh? Rồi, bộ siêu cấp nha cả nhà ơi. Bộ siêu cấp. Dạ dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chỉ mà cái đơn nó rất kỳ giúp em đi. Tại vì em đi lộn. Dạ. Cả nhà ơi. Dạ hết rồi, hết. Bộ siêu cấp nha. Dạ, siêu cấp nhưng mà giá rất là rẻ luôn. A35 cho Nguyễn Thủy. Làm ơn. A35 49.000. Chị A35 cho Ngọc Bích NB. Trời ơi, cái bộ này xuất sắc luôn á mấy chị ơi. Vải rất là đẹp. Nó không phải là hàng nỉ bông nha. Con này nó không phải là hàng nỉ bông nha. Thề luôn, bữa trước Hải có nhập một bộ hàng nỉ bông mà Hải nhập vô hàng 140 rồi. 140 nha, nhưng thật chắc là Hải không thích nỉ bông đâu mấy chị. Nỉ bông mặc nó rất là khó chịu luôn. Con này là hàng nỉ da cá này mấy chị. Mà hàng đây là hàng xuất luôn nha mấy chị yêu nha. Mấy chị nhìn cái quần bên trong của nó nè. Con này mấy chị giặt máy giặt này vô tư luôn. Đẹp lắm. Bao nhiêu mấy chị? Có 149.000 à. Lên liền cho em mà A36 dùng cho em. Size này mấy chị 58kg. Mấy chị mặc size S, size M, size L đều mang ok cho Hải nha. Lên liền cho em mã này là mã A36 dùng cho em. Với giá là 149.000. Lên liền cho em mã A36 149 dùng cho em. Cái set này hàng đẹp lắm luôn á cả nhà. Đẹp lắm mấy chị nhìn cái quần nè. Nhìn cái quần nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mà A36, hàng đẹp lắm nha mấy chị ơi. Không phải là hàng nỉ bông nha, là hơi chối chút nha mấy chị nha. Hãy không có chơi hàng nỉ bông đâu, nếu mà hàng nỉ bông hãy sẽ bán rẻ hơn mấy chị. Không có giá này đâu mấy chị. Lên liền cho em mà A36 dùm cho em. A36 nha mấy chị nha, 149.000. Hàng rất là đẹp mấy chị, đẹp từ cái quần tới cái áo luôn mấy chị, đẹp lắm. Lên liền cho em mà A36 dùm cho em. 149.000, hàng xịn lắm cả nhà ơi. Nè. Lên liền cho em mà A36 Bích Hoàng. A36 nha cả nhà nha. 149.000 dùng cho Hải. Rồi tiếp bộ này nè mấy chị. Bộ này cũng siêu. A36 cho Hai Nguyễn. Bộ này cũng siêu VIP luôn nha. A36 của Bích NB. Bộ này còn chừng đây nữa nhỉ. Nè mấy chị. A36 Nguyễn Hồng Tiên. A36 còn một bộ giờ chứ mình nghe 149.000 ạ. Rồi cái này lên liền cho em mà A37 dùng cho em nè mấy chị. A37 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mà A37. A37 này form nó to mấy chị ơi. Cái con này phải size cho mấy chị nào mà từ 60kg đổ lên nha. Là mấy chị lấy liền. Mà em có duy nhất được 4 set size to này thôi. 4 set nha cả nhà nha.
size từ 60kg đổ lên dùm cho em, mấy chị mặc vô tư luôn. Với giá là 99 ngàn thôi mấy chị, 99 ngàn ha. Chờ lấy thì chốt là dùm cho em mà A37 99 ngàn dùm cho em. Nè, cái này là set của nó chưng vái mấy chị yêu nha. Nó có quần bên trong cho mình luôn, xịn sò chưa. Ôi cái set này hàng rất là đẹp luôn mấy chị. Lên liền cho em mà A37 dùm cho em nè. Lên liền cho em mà A37 99 ngàn. Bên trong là có quần cho mình nè nha mấy chị yêu nha. Chị nào mua cho con hay là mua cho bạn gì đó, cái set này rất là xịn luôn. Lên liền cho em mà A37 dùm cho em. Nguyễn Lê Thận không? 99 ngàn cả nhà ơi, 99 ngàn ha. Lên liền cho em mà A37 cho Vy Nguyễn 920 2 set. Đây tiếp nha, em về cái hàng này cho chị nào bưng chút chưa chút được nè. Để coi bữa nay hy vọng là nó có size S để em lấy cái em ạ. A37 với em Nguyễn Kim có rồi, Vy Nguyễn có rồi nha. Size M mấy chị ơi. A37 với em còn 2 set cuối cùng, giờ lấy vô liền cho em ạ. Rồi lên liền cho em mà A38 size M. Về lần thứ 8 nha mấy chị nha, nhưng mà vẫn nhiều chị nhắn tin hỏi. Nè, cái quần này mặc lên dáng rất là đẹp luôn, đẹp lắm cả nhà. Size của Hải đang cầm là size M nha mấy chị nha. Về toàn size M không có size S mấy chị ơi. Size M nha mấy chị nha. A38 dùm cho em, 59 ngàn dùm cho em. Quần đai như thế này cho mình này. Con quần này mặc lên đẹp lắm, rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. A38 dùm cho em. A38 nha mấy chị nha, không phải là A36 đâu. Lên liền cho em mã A38. A36 lúc nãy là 149 ngàn dùm Minh Trang ha. Rồi lên liền cho em mã A38 dùm cho em. 59 ngàn một con quần này. Con quần này mặc đẹp lắm cả nhà. Mặc đẹp lắm, mặc lên dáng thôi, xuất sắc. A38 59 ngàn cho Nắng Hoa. Tới liền cho em mà A38 59 ngàn. Còn không? A38 Thanh Nhung Lê. Tới liền cho em mà A38 59 ngàn. Rồi tiếp nha cả nhà nha. A38 Liên Hương, Liên Hương. A38 Ngọc Bích NB. Rồi lên liền cho em mà A39 dùm cho em. A39 này em xả luôn cho mấy chị luôn nè, 79 ngàn luôn. A39 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A39 79 ngàn nguyên cái set này luôn. Set này hàng Quảng Châu, em nhập vô đầu giá 140 á, mà giờ nó còn 3 set cuối cùng mà. 3 set cuối nha, em xả luôn mấy chị 79 ngàn. A38 ba con cho Vy Nguyễn hết A38 ạ. Xả luôn mấy chị 79 ngàn luôn. Lên liền cho em mà A39 dùm cho em, 79 ngàn. Set này mấy chị 60kg. Lấy set này A38 hết rồi mấy chị ạ. A39 79 ngàn cho Nguyễn Nhung. Lên liền cho em mà A39 dùm cho em, 79 ngàn. Set này hàng đẹp lắm mấy chị. Nè, Quảng Châu câu cá nha. Nó chịu nha. Lên liền cho em mà A39 dùm cho em. Lên liền cho em mà A39 nha cả nhà nha. A39 dùm cho này. A39 cho Bình Minh. A39 Đinh Phượng. Rồi lên liền cho em mã này nha mấy chị. A38 hết rồi. Màu cam cũng là siêu cấp luôn. Rồi lên liền cho em mã A40 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Tôm 65kg đổ lại men ok. Size M, size L, size XL đều mang được nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã này là mã A40 cho hả. A40 nha cả nhà nha. Với giá là 99 ngàn. Một cái bộ hàng siêu cấp nha mấy chị nha. Tan mát nè mấy chị nè. Túi viết nè mấy chị, đẹp chưa. Rồi lên liền cho em A39 79 ngàn cho chị Nguyễn Thanh Huyền. Có rồi Nguyễn Nhung nha. Rồi lên liền cho em mã A40 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Mấy chị biết sao không, bữa nay người ta kiểu giống như là người ta chuyển qua hàng đông nhiều quá. Mấy cái hàng siêu cấp này từ hàng 400 mấy ngàn bây giờ người ta mới sale á. Nếu bình thường người ta sale mà đúng mùa hàng nó chỉ rơi tầm cũng phải là hàng 200-250 mấy chị. Nhưng mà bây giờ người ta sale để người ta qua hàng đông hẳn luôn. Nên là hãy ôm được mấy chị nha mấy chị nha. Và hãy bán cho mấy chị ở trong miền Nam nhiều á. Nên là hãy cũng lấy mấy cái hàng này về. Nhưng mà bộ nó rất là xịn. 40 Út Trang. Bộ xịn lắm mấy chị. Rất là xịn nha. Mấy chị cứ nghĩ đi, một con áo phong 40 cho hai Nguyễn. Một con áo phong thôi mình đi mua hàng 160-170 rồi. Cái này nguyên set siêu cấp luôn mà có 99 ngàn mấy chị. Nguyên set mà có 99 ngàn thôi mấy chị lấy lại nha. Giờ lấy thì chốt liền cho hả. Ủa mấy cái bộ này mình hết luôn rồi hả nhỉ? Dạ. Cái bộ mà hàng siêu cấp nó hết trơn luôn hả? Dạ còn. Hả? Dạ còn. Còn rồi đó hả? Chưa lấy có đây. Ok, Út Trang nha, giờ lấy cái liền 40 lên cho em 99 ngàn ạ. Bộ này luôn nha mấy chịu nha. Bộ này á là hàng của nó là chắc của nó là chắc vô lô mấy chịu nha. Em bán cho mình cũng 99 ngàn luôn. Lên liền cho em mã này là mã ai mấy? A41 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho ai. Lên liền cho em mà A41, 99 ngàn. A41 nha, bộ này của nó là hàng chắc vô lô mấy chị ơi. Siêu cao cấp luôn cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho Hải ha.
mã A41 dùng cho em 99.000. Chắc bolo mấy chị, vải là vải bolo nha. Dày giặt mới giặt là mặc hoài không hư lúc mấy chị. A41 như hình. Đó liền kia mã A41 dùng cho em còn 3 bộ cuối. 3 bộ cuối nha, chị lấy gì chút liền cho em mã A41, 3 bộ duy nhất luôn. Hết rồi mấy chị. Chị ơi áo chị mặc còn không? Áo chị mặc còn không? A41 99.000 lên giúp em ạ. Cho chị Út Trang 123. Áo chị mặc về màu ghê hết rồi. A41 cho Trương Phạm Hoàng Anh. Đây áo em mặc em có cả màu đen nữa mấy chị. Chị nào ưng lấy thì chốt. Áo em mặc màu đen và màu rêu nha. Với giá là 189.000. Hàng này là hàng order hàng Quảng Châu mấy chị nha. Cái này giờ hãy bán like cho mình là giá 189.000 á. Chứ hãy nhận trong nhóm order mấy chị là hàng 200 mấy nha mấy chị nha. Không có rẻ đâu tại vì hãy bán like á. Với lại hàng có sẵn đó mấy chị nha mấy chị nha. Mấy chị mua là bây giờ hãy gửi mấy ngày là mấy chị nhận à. Họ không cần phải đợi 1 tháng hay 2 tháng nha mấy chị nha. Bữa nay các bạn order rất là lâu luôn, tầm khoảng 3 tuần. Hơn 3 tuần nha mấy chị nha. Giờ lấy áo em mặc, ghi áo em mặc 189.000 kèm sao à quên kèm màu dùng cho em có màu đen và em có màu rêu. À bốn món hết rồi. Em có màu đen và màu rêu nha mấy chị nha. Đen và rêu dùng cho em. Lên liền cho em mã nha. Chị nào ưng lấy rêu em mặc thì lấy rêu, chị nào ưng lấy đen thì ghi đen dùng cho em. 189.000. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. 189 dùng cho em. À 42 kèm màu với em 189.000 ạ. Trắng, đen và rêu mấy chị nha. Đen và rêu nha mấy chị nha. Màu rêu thì còn một con hãy mặc thôi. Hết rồi mấy chị. Đen thì còn đen có chi trần. Đen không lan phạm. Đây mấy chị nào ưng lấy đen chút đen nha. Chị ưng lấy rêu thì ghi rêu dùng cho em 189 nha. Thì cái hãy nhận order trong nhóm là sẽ cao hơn nha mấy chị nha. Cao hơn hãy like đó. Tại vì mấy bạn phải đợi order. Còn là hàng sẵn mấy chị. Rêu bích hoàng. Rồi lên liền cho em mã hoodie dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã áo hoodie dùng cho em ha. Hoodie con này là hàng nỉ bông nha. Em tặng mấy chị 79.000 luôn. Lên liền cho em mã đen 79.000 dùng cho em. À lên liền cho em mã A43 79.000. Lên liền cho em mã A43 79.000 dùng cho em. A43 nha mấy chị nha. 79.000. Hôm này cho tầm mấy chị mặc size M đổ lại thôi mấy chị. Size M đổ lại thôi nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em có 4 con thôi. Xả luôn mấy chị 79.000 luôn. A43 lên cho em 79.000 ạ. Lên liền cho em mã A43 dùng cho em 79.000. A43 79.000 như Bích Hoàng. Ủa bơm trước like cái set này thì bị hớ nè mấy chị. Nó có cả quần đùi mà nhà Hải không biết nữa. A43 79.000 cho hai Nguyễn. Nguyên set size S thôi mấy chị. 119.000 nè. Lên liền cho em mã A44. A44 size S thôi nha. Size này mấy chị 52kg đổ lại á. 52kg đổ lại nha. 119.000 có được phải có được 3 set. Bích Hoàng ơi, chọn thêm thì cọc với em 200 bờ rồi khoản rồi chốt tiếp gì nhỉ? Phải có được 3 set nha cả nhà nha. Mấy chị lấy set vest này may nè. Lên liền cho em mã A44 dùng cho em. Lên liền cho em A43 79.000 cho Ngọc Linh. Lên liền cho em mã A44 dùng cho em. Cho Ngọc Linh ơi. Trần Ngọc Linh thích mới mã kèm số điện thoại lại với em chưa? Trần Ngọc Linh mã kèm số điện thoại với em. A44 119 cho Liên Trầm. Lên liền cho em mã A44 119. Rồi con đầm này là con đầm hàng tách ta siêu cấp. Nhưng mà Hải không có quen bán hàng này mấy chị. Khổ đời Hải chỉ bán mấy con mà. Nè đẹp chưa mấy chị. A44 cho Trần Nguyễn Thanh Ngân. Hải tặng mấy chị con này 49.000. Size của Hải đang cầm là size 54 cho em ạ. À. Em ở dưới chiều Nam ạ. 52kg đổ lại men ok nha. Lên liền cho em mã A45. Ok chị Liên Trần nha. Rồi lên liền cho em mã A45 dùng cho em. Một con đầm tách ta này. Em tặng mấy chị 49.000. A45 mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A45. A43 lúc nãy 79.000 cho Trang Nguyễn 5 số 4. Lên liền cho em mã A45 49.000. Mấy con hàng thiết kế này mua thì cao mấy chị. Nhưng mà tới lúc hãy like A43 79.000 cho Trần Ngọc Lĩnh. Ít khi bán mấy cái hàng mà hàng thiết kế mấy chị. Chị đang có đơn mấy chị cố gắng chọn đủ đâu, trên 100.000 để thứ năm em đi đơn mấy chị ạ. À, con này hàng u mì nặng trịch trịch luôn. Áo chị mặc bao nhiêu ạ? À? Áo chị mặc là 189.000. Áo chị mặc 189.000. 45 bao nhiêu? À 45 49.000. A45 cho Vi Nguyễn.
Rồi lên liền cho em mã A46 dùng cho em. Lên liền em mã A46, bộ này hàng u mì mấy chị ơi. A45 cho bà đi tí xuyên. Con này bộ u mì nha, bộ u mì dùng cho em. 55kg đổ lại em ok dùng cho em 149.000. 149.000. Lên liền cho em mã này là mã A46 dùng cho em 149.000. Con này bộ u mì dùng cho Hải nha, với cả nhà nha. Lên liền cho em mã A46, bộ u mì hàng Nikki dùng cho em. A45 cho bà bên NP. Đây Hải lên cho mấy chị mấy cái ăn. Món vừa cái bếp nha. Cảm ơn đó. Bùi nhiên. Áo 44 vô bất thường. Đây nha, Hải lên cho mình mấy con này thì. Lên liền cho em mã A47 dùng cho Hải nè, 119.000 kèm móc. Lên liền cho em mã A47 kèm móc như thế này cho mình. Đó. Con này là hàng theo nè mấy chị. Theo xì cho mình. Theo u xì nha. Lên đồ bộ ngố đi. Chị không có đồ ngố em ơi. Bữa nay hết đồ ngố rồi. Ok, Hải nhận được 200 rồi nha chị. Chùa hàng Bích. Bích Hoàng chứ. 46 bao nhiêu nè. 46 149 nè. 46 cho Nhật Ly, 46 cho Minh Ngọc. Rồi lên liền. 46 Nguyễn Hồng Tiên. Rồi lên liền cho em mà A47 119.000 dùng cho em. Áo kèm móc như thế này. Con này là hàng này giống mấy chị. Nè. Chắc tan của nó là mấy chị. Tỉnh chưa? Hàng theo như thế này nha mấy chị nha. 119.000. Lên liền cho em mà A47 119 dùng cho em. Lên liền cho em mà A47 nha mấy chị nha. 119.000. Ta hãy có một con này như còn mấy con này. Con này em còn được 4 con này là con NY hàng MLB mấy chị. NY nhưng mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã này là mã A48 dùng cho em. Lên liền cho em mã A48 119.000. Con này còn có mấy con thôi mấy chị. Cái này hãy về nhưng mà hãy không có like đâu. Chị nào cần ấy mấy chị nhắn tin lại lấy cho mình á. Nhưng mấy chị hiểu nha. Nè. Chắc xịn chưa. Lên liền cho em mã A48 119.000. A48 lên liền cho em mã A48 189.000 Trần Ngọc Lĩnh. Nhưng mà nó chỉ còn màu đen thôi chị nhá. Nó còn màu đen một cái em mặc vào hết cái này. Rồi lên liền cho em con này. A48 lên Cẩm Ngọc. Đây mấy chị A49 nè. Tặng cho mấy chị con này 69.000. A49 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà A49 69.000. A49 69.000. Mấy chị ơi xem like tương tác cho Hải với. A49 69.000. Con này cổ siêu đẹp luôn. Con này là hàng như là 89 hay 90 gì đó. Hãy xả luôn cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mà A49 dùng cho em. A48 còn rồi. Lên liền ông Tám Trần Ngọc Lĩnh. Ông Tám Nắng Hoa. Chị lấy cái con màu reo này đẹp nè. Màu xanh nè. Đó con xanh gấu này lên. Ông Tám Bích Hoàng. Lên liền cho em mà A50 119 dùng cho em. A50 119 con này hãy nhập cao hơn này mà hãy bán 119. A49 cho Hai Nguyễn. Bán lỗ luôn ấy. Lên liền cho em mà A50 119 dùng cho em. A50 là con gấu xanh. A49 Siro. À, gọi mà. Hải chưa gọi mấy chị ơi. A49 Nhiễm Trần. Hãy dùng đơn tới thứ 5 nha. Dùng đơn tới thứ 5 gọi nha. A49 Nắng Hoa. Rồi lên liền cho em mà A50. Quỳnh Anh Phạm thì chưa có đơn bên em chị nha. Lên liền cho em mà A50 dùng cho em 119 nha. Chị Hai Nguyễn ơi khách mới chọn thêm mình cọc với em 200 rồi thì bạn là chốt tiếp chị nha. Lên liền cho em mà A50 dùng cho em ha. A50 dùng cho em 119 nha. A50 chị Tò Bà Thờ. Lên liền cho em mà A50 119. A50 Nắng Hoa. A50 em còn một con giờ cái này 119.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã áo cam 39.000 A51. Lên liền cho em mã A51 dùng cho em 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A51 39.000. Con này đây mấy chị ơi, của nó là dạng như ba lỗ mấy chị, sắc lắp như thế này nha. Có rồi chị Minh Ngọc. Rồi lên liền cho em mã A51 dùng cho em 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà A51 OK, A51 cho Hồng My. A51 dùng cho em. Chị KC ơi, em gọi để em xin cái địa chỉ của mình nhà mình điện thoại của chị theo bao chị ạ. Hàng còn lưu trên lưu bưu điện đó chị. A51 39.000 cho Ngọc Bích NB. Mấy chị ơi, con này là nãy giờ mình không có chốt được con nào. Nhưng mà riêng con cam là phải lấy nè mấy chị. A52 dùng cho em 119. Để cho mấy chị xem. Rồi, con có một con rồi. Còn.
À, nó mới cho Nguyễn Thủy. Qua đằng sau là qua cái nhà mấy chị. Thì nó đây mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. À, nó mới mấy có rồi ạ. À. Lên liền cho em mã A52 dùng cho em ha. 119.000. Trời ơi, em nói là nó xịn lắm mấy chị ơi, lấy con này đi. Ôi, vậy mới thì chỉ qua để đi hàng luôn chị Casey ha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền em mã A52, màu này đẹp lắm mấy chị ơi, rất là đẹp nha. Alo, cho Nguyễn Lê Đặng không? A52 dùng cho em 119.000 dùng cho em. Đây nè, chị em mua cái con này màu đen nam ăn được nè. Đợi xíu nha, hãy like. Hãy like mấy chị nó. Alo, cho Minh Ngọc. Cái con này mấy chị lấy đi. Hàng này bữa nay đi mua hàng 300 mấy á. Chị xỉ rất là cao. Đây nè, cái này nam ăn được nè mấy chị nè. Nam ăn được màu đen này có nốn nè. Có nốn là hãy like 129 nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mà A53 dùng cho em 129 nè. Cái này là có nốn nè. Màu đen, cái này nam may được. Mấy con nè? 3 con. À, 51 áo cam, lúc nãy 39 ngàn anh Nhung Liên. Đây, lên liền em mà A53 dùng cho em. Ok, KC hả? Lên liền cho em mà A53 dùng cho em. A53, cái này là có nốn nha mấy chịu nha. Nốn dùng cho em, nam ăn được. Kenzo dùng cho em. Lên liền cho em mà A53. Năm ba. Rồi chốt liền cho em mã xếp xanh là hãy có xếp duy nhất là mấy chị. Xếp xanh A48119 là cái nào ta? À cái xếp đó hết rồi chị à, chị ơi. Cái xếp caro đó hết. À xếp vest đó hết rồi. Rồi con này xây mờ mấy chị. Áo xanh 109 hết rồi đúng không? Áo xanh hết rồi. Áo xanh 3 đó mấy con. Áo xanh 109 là cái gì? Rồi xếp quần đen. Áo xanh 3 cho nắng hoa. Áo xanh 3 thì ngứa. Áo xanh 3 cho đi treo trần. Áo xanh 3 cho Phương Nguyễn. Em không nhớ con nào luôn. Thôi áo xanh 3. Rồi lên liền cho em mà A54 dùng cho em. A54 dùng cho em này, tặng mấy chị xét này 79.000 xây mồ. Lên liền cho em mà A54 dùng cho em. Lên liền cho em mà A54 dùng cho em nè mấy chị. A54 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mà A54 79.000 xây mồ, có xét nè. Rồi, Motino. Rồi mã cuối cùng nha mấy chị nha. À, mã cuối cùng ha mấy chị nha, là hết rồi nè. Mã nào cũng hết rồi đó mấy chị. Để cho cái cây xào của nhà em nó đỡ gãy. Rồi nó nặng quá, Mochino nè. 119.000, lên liền cho em mã dùng cho em ha. Lên liền cho em mã đen Mochino dùng cho em. Đen Mochino nha cả nhà nha. Đen Mochino dùng cho em 119.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã đen Mochino 119. Đen Mochino 119 nha, có vài con thôi. Đen 119 dùng cho em. Lên liền cho em mã đen 119 dùng cho em. Đen Mochino 119 nha, chị nào lên thì chốt liền cho em đen Mochino. Đen Mochino cho Lâm Minh Hy. Lên liền cho em mã đen Mochino dùng cho em. Rồi. Còn đồ đen Mochino lấy em 119.000 ạ. Còn cái này là bồ gấu nè mấy chị. Bồ gấu nha cả nhà nha. Hồi nãy nợ y đó, hồi nãy còn. Cho cái mã 48 nợ y nãy còn có chút. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu. Cô này 65kg đổ lại men ok 99.000. Chờ lấy gấu ghi gấu dùng cho em. Cái bộ này là hàng lụa mango mấy chị. Lụa mango nha cả nhà nha. Form 65kg. 65kg đổ lại men ok cho hải luôn. Con này form rất là đẹp mấy chị. Form đẹp lắm nha cả nhà nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã gấu dùng cho em. Gấu nha mấy chị nha. Một á, à, tặng mấy chị 99.000 đi. Lên liền cho em mã bộ gấu 99.000 lụa mango dùng cho em. Tay là tay dơi nha, vạt là vạt nhộn nè. Lên liền cho em mã gấu dùng cho em 99.000 dùng cho em. Gấu nha mấy chị nha, 99.000. Lên liền cho em mã gấu 99.000. Lên liền cho em mã gấu cho hải 99.000 dùng cho em. Chị nắng hoa lấy áo này đi chị, đẹp lắm chị. Gấu cho Ngọc Hân. Cái này em thấy mặc quần lấy kim hay là mặc quần nhố á, đẹp lắm, hàng tay sườn luôn á, hàng xịn. Giờ lấy liền mã bộ gấu luôn cho em 99.000 ạ. Nguyên cái lô này ôm được xem mới có giá này nha mấy chị nha. Đẹp lắm, vạt của nó là vạt bầu như thế này, tan sườn này. Mà có 69.000 không mấy chị. Lên liền cho em mã áo hồng 69.000 dùm cho em. Áo hồng 69.000.
mấy chị mặc với lại quần ngố này, hay là mấy chị mặc với lại quần legging ấy, nó rất là đẹp luôn. Cái vạt của nó là vạt bầu như thế này, sẽ như thế này cho mình. Áo hồng dùng cho Hải nha, hồng dùng cho em với giá là 69.000. Chờ lấy hồng kia, hồng 69.000 dùng cho em. Hàng rất là xịn luôn. Mẫu này ôm được sale mấy chị. Lên liền cái mà áo hồng 69.000 dùng cho em. Hồng cho Lê Thảo. Có 69.000 mấy chị ơi, mà hàng siêu cấp như thế này nè. Hồng cho Minh Ngọc. Trời ơi đẹp lắm, 69.000. Chờ lấy hồng kia, hồng dùng cho em, 69.000 dùng cho Hải. Giờ lấy liền mã hồng 69.000 là giúp em đi ạ. Lấy liền cái mã hồng 69.000. Bộ gấm này size to nha mấy chịu nha. Bộ gấm này size mấy chị nào mà 60, 65kg mang được luôn nè. 89.000. Lấy liền em mã gấm 89.000 dùng cho. Chốt liền cho em mã gấm dùng cho anh 89.000. Bộ gấm này mấy chị nè. Bộ gấm nha cả nhà nha, 89.000. Chắc hơi bị VIP nha. Chắc rất là VIP luôn. Lấy liền cho em mã gấm 89.000 dùng cho anh. Gắm 89.000, chờ lấy chốt liền cho em mã bộ gắm 89.000. Lấy liền mã bộ gắm cho em 89.000. Lấy liền cho em mã bộ gắm dùm cho em 89.000 dùm cho anh. Bộ gắm xanh lên cho em 89.000 mấy chị nhớ. 89.000, chờ lấy chốt liền em mã gắm. Gắm cho Bùi Xuân Diệu. Lấy liền cho em mã bộ gắm dùm cho em 89.000 dùm cho em. Gắm cho đi treo trường. Rồi lên liền cho em mã áo phong này em tặng luôn cho mình luôn 59.000 con áo phong hồng nha. Con phong này phong Mỹ nha, em bán phong Mỹ từ trước tới giờ mấy chị nha. Chị nào mua phong của nhà em là biết à. Hàng studio không nè. Em mới chịu nha. Lên liền cho em mã phong dùm cho em. Tặng luôn cho mấy chị con này 59.000. Chốt liền em mã phong 59.000 dùm cho em. Phong nha cả nhà nha, 59.000, phong 65kg mang được nha. Ok phù xuống nhiều nha. Lên liền cho em mã áo phong dùm cho em. Lên liền cho em mã phong nha mấy chịu nha. Phong dùm cho hả? 59.000 luôn mấy chị. Tặng mấy chị 59.000. Phong 59.000 dùm cho hả? Rồi lên liền. Phong cho Lê Thảo. Rồi cái này lên liền cho em mã áo 39.000. Áo đen 39.000 dùm cho em. Áo đen 39.000. Phong cho chị ạ. Hồng lấy cái hồng 69 là cái hồng lúc nãy á. Chị hồng dùm Lê đi. Chị lấy. Chị lấy hồng 59 hay hồng 69. Rồi lên liền cho em mã áo đen dùng cho em 39.000, đen 39. Đen cho Bình Minh. Lên liền cho em mã áo đen 39.000 dùng cho em, áo phông đen 39.000. Ok Hồng Nhung Ly ạ. Lên mã đen 39.000 mấy chị ơi. Lên liền cho em mã áo đen dùng cho em 39.000 dùng cho em. Đen 39.000 dùng cho em. Đen 39.000. Áo áo để sẵn phòng con. Đen 39 cho Kim Phòng. Cái hàng của khách vậy nghe máy trên đó. Cái này cũng có mấy người. Đây mấy chị, con áo len này nè. Mấy chị em thấy gì luôn rồi. Kim Anh bầu bé á. Đang bao nhiêu vậy? Bao chiên. Mấy chị nè. 240 á. 240 nha, 89.000. Lên liền cho em mà áo len 89.000 dùm cho. Đây nha, màu đen nhiều lúc mấy chị không có thấy em cái vạt của nó đây. Đây nha mấy chị nha, con áo này mặc với chân quay dài rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã áo len 89.000 thôi mấy chị. 89.000 nha cả nhà nha, 89.000 một con áo len. Áo đen 39 cho Thu Huyền 059. Lên liền cho em mã áo len cho khỏi nhầm nha, len đen 89.000 dùm cho. Lên liền em mã len đen 89.000, bao nhiêu ký mặc cũng được hết nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã len đen dùm cho em 89.000 dùm cho em. Rồi cái này lên liền em mã phong xanh dùm cho em 69.000 dùm cho em. Lên liền em mã phong xanh, mấy chị mua cái này cho nam mang được nè mấy chị. Ok Thu Huyền ạ. Cái này nam mang được nè. Lên liền em mã phong xanh dùm cho em. Phong xanh nha cả nhà nha 69.000. Áo phong thu Mỹ nè mấy chị nè. Hàng thu Mỹ nha, chờ lấy phong xanh. Cái phong xanh cái này chị nào mua con trai mua cho con trai cũng được nha. Trai gái gì mang cũng được hết, mặc quần ngố rất là đẹp luôn. Lên liền em mã phong xanh dùm cho em. Phong xanh được 4 con rồi mấy chị. Phong xanh nha, 69.000. Lên liền em mã phong xanh dùm cho em 69.000. Lên liền mã phong xanh 69.000 cho Nguyễn Lê Khẳng Ân. Lên liền em mã phong xanh 69.000. Rồi lên liền cho em mã váy caro dùm cho em. Còn áo MLB là áo nào ta? Áo hồi nãy hay like hả cả nhà. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm caro. Xả luôn mấy chị con này 89.000. Có một con duy nhất luôn.
Con này em về lại mà được biết là hàng cao lắm nha. Cao ơi là cao luôn. Cái này về lại nhưng mà bị sốt một con này. Xả luôn với chị 89 ngàn một con đầm caro, hàng cao bao. Caro nha. Con này size M, size M nha cả nhà nha. Lên liền em mã đầm caro 89 ngàn. Cho nó đi nguyện chứ hay không? Lên liền cho em mã đầm caro 89 ngàn có con. Rồi lên liền cho em mã áo đen dùng kem 69 ngàn dùng kem con áo len. Con này là áo len nha mấy chịu nha. Cổ lên 3 phân dùng cho em. Cổ lên 2-3 phân nè mấy chị. 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã áo đen. Con này chị nào thì phải lấy nha. Tại vì mình mặc với lại vest nè. Hay là mình mặc với lại mấy con áo khoác á. Mình không có sợ bị cộm tay mấy chị. Nhưng mấy chị chịu nha. Mua con áo này mặc nè. Con này mặc quần jean cũng rất là đẹp luôn mấy chị. Đơn giản mà đẹp. Lên liền cho em mã len đen dùng cho em. Len đen ba lỗ như thế này nha mấy chị chịu nha. 69 ngàn. Lên liền em mã đen 69 ngàn dùng cho em. Dạ cái liền mã len đen là như em 69 ngàn ạ. Áo len đen mấy chị ạ. Lên liền em mã len đen 69 ngàn dùng cho em. Hết caro có một con ạ. Caro có một con thôi. Con đó con đen này bơm trước hãy về nha. Tổng cộng là mấy màu luôn mấy chị. Hãy về phải là len đen cho Nguyễn Phương 3-4 màu mấy chị. 3-4 màu nha. Hãy về hết sạch luôn á. Rồi cái này lên liền em mã phong xanh dùng cho em. Không xanh dùng cho em ha. Balenciaga này mấy chị. Có con duy nhất thôi. Một con nha. Xả luôn mấy chị 59 ngàn nha. Lên liền em mã phong xanh. Phong xanh nha mấy chị nha. Mới nhận áo đen đẹp lắm à. Em cảm ơn chị Di Phạm nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã phong xanh Balenciaga. Cái chữ này nó dập nổi lên luôn cho mình luôn. Có một con thôi nha. 59 ngàn nữa. Chờ lấy phong xanh với em 59 ngàn. Phong xanh dùng cho em 59 ngàn dùm cho. Con đó hàng đẹp đó mấy chị. Này chân váy là lại gì? Chân váy sợi gái. Nè, nãy cho chị gì nè, chị luôn, chị luôn. Phương Phạm xem màu. Không xanh 59 ngàn cho anh Phạm. Rồi cái này lên liền cho em mà áo sọc 89 ngàn liền cho. Lên liền em mà áo sọc 89 ngàn có con. Một con cuối này hết rồi mấy chị. Con này hãy về nó ra nhiều phiên bản mấy chị ơi. Nó ra có cả màu, có cả đen trơn, có cả sọc khác, mà sọc nhỏ đó mấy chị nè. Con sọc 89 ngàn, còn con cuối đó mấy chị. Lên liền em mã áo sọc 89 ngàn dùm cho. Sọc mít cây nha, 89 ngàn. Lên liền cho em mã sọc 89 ngàn dùm cho. Bộ này không nhớ bao nhiêu mấy chị ơi. Tặng luôn mấy chị, con này 69 ngàn. Lên liền cho em mã bộ hồng 69 ngàn. Lên liền cho em mã bộ hồng dùm cho em 69 ngàn. 50 và áo in của nó là chung như thế này nha. 55kg mấy chị mang vừa đó mấy chị. Áo nó làm nhúng ở đây nè. So với trà mi. Áo nó làm nhúng ở đây nha. Có rồi chị Hương Nguyễn nha. Rồi cái này chị nào lấy thì chốt liền cho. Ghi liền cho em cái mã này là mã set hồng dùm cho. Set hồng nha. Tặng nốt cho mấy chị 69 ngàn. Nhưng có 4 set nha. 4 set nha. Chị nào lấy thì chốt liền em mã hồng dùm cho. Lên liền em mã set hồng dùm cho. Hồng 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 nha. 69 ngàn, lên liền em mã bộ hồng 69 ngàn. Bộ hồng dùng cho ai? 69 ngàn dùng cho ai? Lên liền mã bộ hồng là như em 69 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã áo vàng 39 ngàn. Bộ hồng 69 ngàn cho em không? Rồi lên liền cho em mã vàng dùng cho em 39 ngàn, áo vàng. Vàng dùng cho Hải nha, 39 ngàn dùng cho ai? Chúc em mã vàng 39. Vàng 39 là Hải có 5-6 con nè. Lấy vàng chút vàng 39 ngàn thôi. Chứ không trời nè. Lên liền cho em mã áo vàng dùm cho. Chứ không như Thảo Vân Dương Thi. Lên liền vàng 39 ngàn cho Huy Phan. Nè con áo đá này cả nhà ơi. Vàng 39 cho Lý Thị Thọ. Áo đá 69 ngàn còn 3 con cuối. Vàng 39 cho Hương Nguyễn Huế. Vàng 39 cho Siro Siro. Vàng 39 ngàn cho em ạ. Lên liền cho em mã áo đá dùng cho em nè. Đẹp chưa mấy chị nè. Bao bì tác mấy. Vâng, bao nhiêu thu phạm. Đúng chưa. Rồi cái này lên liền cho em mã áo đá dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã áo đá 69 ngàn. Áo chị mặc có nha. Nhưng mà cái màu đó màu gì nhỉ. Màu mà cổ khách bộ nhà máy là màu. Vì cái bao đó chứ còn. Lên liền cho em mã áo đá dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. Màu đen à. Màu nâu à. Màu giống chị mặc đúng không. Không màu gì nè. Đây áo hãy mặc là 169 ngàn. Áo 189 ngàn. Hãy còn một con này mấy chị. Hãy còn một con cuối luôn ấy. Áo hãy hả. Đây áo hãy
mặc đây nha mấy chị nha. 189 nghìn. Giờ lấy chút liền em mà áo hãy mặc 189. Em cho chị cái con cái cục nó đá sao dính vô rửa kim thu. Cái cục con chó màu đen. Áo này á. Đen ở trong. Đó. Đá sao dính vô nhỏ. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã xếp đen dùng cho em nè mấy chị. 109 nghìn. Em nó học luôn mấy chị phải lấy con này cho hãy nghe. Hình như cái này còn á. Anh cắt đi, còn cái nào chị? Còn không? Cái gì mặc này, còn một kiện. À mặc nó còn màu đen đó mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị. Ghi liền cho em cái mã này là mã set 109 ngàn, đúng duy nhất một set cuối nha mấy chịu nha, hết trơn luôn, hết sạch sẽ luôn nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, ghi liền cho em cái mã này là mã set 109 ngàn dùng cho em. Form này mấy chị nào mà 60kg đổ lại mang ok dùng cho em, một set duy nhất nha. Mấy chị nhìn dùng cho em cái bo này mấy chị nè, xong mấy chị nhìn cái quần này nha mấy chịu nha, hàng xịn lắm, rất là xịn luôn. 109 ngàn có bộ duy nhất à, một bộ duy nhất nha cả nhà nha. Con áo chị mặc còn màu gì nha. Lên liền em mã set 109 dùng cho em, về tóc riêng ra mặc cái quần cũng đẹp. Cái 109 nha Nguyễn Thị. Cái quần đó chị hãy mặc với lại cái áo crop top cũng đẹp nữa đó. Rồi lên liền cho em mã gấu dùng cho em 79 ngàn. Con gấu này là hàng LNG nè. Hãy ôm sale rẻ hơn tầm khoảng 80% luôn á. Nha mấy chịu nha, rất là rẻ luôn. Con áo này bạn cứ tin đi, bạn order được trước nha. Hồi mà nó mới hot đó là nó rơi tầm khoảng giá là 200 mấy ngàn. Hãy like hàng thường thôi, đã giá là 109 ngàn rồi. Con hàng LNG này mấy chị nè, nha mấy chịu nha, 79 ngàn. Lên liền cho em mã áo gấu 79 ngàn, SML mang ok, 55 cái đổ lại nè mấy chị. Áo gấu lên với em 79 ngàn à. Rồi cái set này độc giá là chế nào cũng quốc một set nè. 99 ngàn, ghi liền em mã set xanh 99 ngàn dùm cho. Lên liền em mã set xanh 99 ngàn. Rối cho anh Diễm. Rồi cái này lên liền em mã set xanh 99 ngàn dùm cho. Set xanh nha mấy chịu nha, 50% là quần của nó là quần ống sung nè mấy chị. Quần trắng ống sung nha mấy chịu nha, chất linen rất là dài luôn. 50% phía sau là chung, 55kg đổ lại mang ok. Lên liền em mã set xanh dùng cho em, một con quần trắng ống sung nè. Kèm cho mình một con áo phông nè, mà chỉ có 99 ngàn nè. Lên liền em mã set xanh 99 ngàn. Set xanh nha cả nhà nha, 99 ngàn dùng cho em có 2 set thôi. 2 set, giờ lấy thì chốt liền cho hả. 99 ngàn, lên liền em mã set xanh, một con quần ống sung, kèm cho mình một con áo phông. Quần ngố hết trơn rồi chị Phượng ơi, hãy về nha. Mấy trăm cái quần ngố cũng không có đủ mấy chị, khổ ghê luôn á. Rồi lên liền em mã cam 69 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã cam 69 ngàn, màu gì em? Màu đen. Áo ảnh mặc còn màu đen á chứ, màu đen. Sách xanh 99 ngàn cho Bảo Ngọc. Mình nhớ là có cả màu 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 365. Đây áo ảnh mặc còn đen nè, chị nào ứng lấy đen thì ghi đen dùng cho hả. Màu đen nha mới chịu nha, màu đen tay của nó là tay đen luôn nè, đẹp chưa. Trời ơi. Bảo Ngọc 365 là tiện tiện đúng không chị ơi, sách xanh 99 ngàn Thu Phạm. Mấy chị ơi, lên liền cho em mã lên ảnh mặc màu đen thôi mấy chị. Hãy còn đen nha. À, 189 ngàn, mấy chị lấy đi, len của nhà hãy cam kết cho mấy chị luôn. Sách xanh đây mới rồi. Rất là rẻ nha mấy chị nha, mà hàng rất là đẹp luôn nè. 189 ngàn, giờ lấy thì chốt liền cho em mã đen 189 ngàn cho em. Lên đen 189 nha, lên liền cho em mã lên đen 189. Đen 189 nha mấy chị nha, giờ lấy đen chốt đen dùm cho em. Giờ lấy thì chốt liền em mã phong cam nha mấy chị nha, 69 ngàn. Phong cam 69 ngàn. Ok chị Bảo Ngọc nha. Còn một con áo phông trắng 79 ngàn, con này hàng polo. Con này phông to đó mấy chị, con này size L. Size L này phải tương đương mấy chị nào phải 70kg mang cũng được luôn nha. Từ đây như Thảo Văn Dương Thi. Mấy chị mặc mà size size gì? Size M, size L, size XL đều được hết á. Nha mấy chị nha, 79 ngàn. Lên liền cho em mã trắng 79 ngàn dùm cho em. Trắng 79 ngàn. Lấy cho mặt này. À đây mấy chị ơi, màu con này phong nó, con này màu nè mấy chị nè, màu xanh. Màu này đẹp, con này mặc lên là này, màu này lên hình đẹp lắm mấy chị. 189 ngàn. Trắng 79 ngàn cho chị Út nhỏ. Trời ơi, biết vậy nãy giờ tưởng đâu hết con này không lấy, màu này mặc đẹp, màu này đẹp ghê luôn á. Nhìn mấy chị, lên liền cho em mã xanh 189 dùng cho.
Lên liền cho em mã xanh nha cả nhà nha, 189.000 dùm cho em. Xanh 189 này. Lên liền cho em mã xanh dùm cho em ha, 189.000 lên nha mấy chị nha. Nè. Ôi siêu siêu đẹp luôn, xịn lắm. Lên liền em mã áo xanh. Hình mới gì chốn mã kèm số điện thoại đó nha mấy chị ơi. Áo xanh dùm cho em ha, 189.000 dùm cho em. Tô thị Kim Noa ơi, mã kèm số điện thoại em mới lên đơn cho chị được chị ạ. Lên liền cho em mã xanh dùm cho em ha, 189.000 dùm cho em. Chị Thoa ơi, lên xin nội chị ơi, không có xin nội. Xin một tấm dính cho tôi thì Kim Thoa. Rồi, lên liền cho em mã len dùm cho em nè. 149.000, có hai con thổ cẩm. Hai con len thổ cẩm nha mấy chị ơi nha, 149.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã 149, hai con duy nhất nha, 149 dùm cho em. Thiệt sự luôn á, nó rẻ hơn, ok chị nha. Rồi, lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi liền cho em cái mã này dùm lại nè. Thở bằng dương thi thôi. Cái màu xanh này đi, cái màu xanh này cần mình đổi lại. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi liền cho em cái mã thổ cẩm dùm cho em, 149.000. Thổ cẩm này chắc đẹp lắm nha mấy chị nha. Xương xương mấy chị đi mua cái con len lông thỏ mà hàng si ho người ta đã bán mấy chị là hàng 200 mấy ngàn rồi mấy chị. Đây là 100% hàng mới nha mấy chị nha. Hãy còn hai con 149.000 len thổ cẩm dùm cho em. Lên liền cho em mã len thổ cẩm 149. Len thổ cẩm nha mấy chị nha, 149.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã lụa dùm cho em, 79.000 bộ lụa nha. Còn ghi lê sơ mi rồi không? Sơ mi à, ghi lê. Ừ, còn cái con ghi lê mà áo ghi lê xanh với lại sơ mi trắng á em kìa. Con ghi lê mà thổ cẩm á, có đó phải thổ cẩm không ta? Không nhớ nữa mấy chị, đợi hãy xíu này, thôi hãy lên hàng xe ít đi mấy chị. Hàng đó bữa nào hãy like. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã xét lụa 79.000 dùng cho em. Xét lụa dùng cho em 79.000, 55kg đổ lạnh. Lên thổ cẩm 149.000 là chút sương. Lên liền cho em mã lụa dùng cho em 79.000 dùng cho em. Có để bữa nào like mấy chị ha, đợi hàng. Em lên hàng thường. Lên liền cho em mã lụa dùng cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã ghi lê dùng cho em. Tặng mấy chị con này 99.000. Lên liền cho em mã ghi lê 99.000 dùng cho em. Ghi lê dùng cho Hải nha, 99.000. Hải có được Hải có được 4 con. 4 con ghi lê này chị nào về có sơ mi á mấy chị phố vô là được rồi. Hồi tối Hải cũng like có mấy con nó có ghi lê xong nó có một con sơ mi tay bọng rất là đẹp nha. Chị nào theo dõi hồi tối mua được mua mấy con ghi lê này về mang. Lên liền cho em mã dùng cho em ha. Lên liền cho em cái mã này là mã ghi lê dùng cho em mấy chị. Đây Hải hết áo đó rồi chứ ơi, Hải còn mấy mẫu này nè. Một trăm tám mươi chín ngàn. Lên liền cho em mã số 1 nè, 189 này mấy chị. 189 nha. Lên liền cho em con này là phú cho mình nè. Hàng xịn đó. Con này hàng của nhà Hải là hàng to bao á cho mấy chị nha. Áo Hải mặc Hải chỉ còn màu xanh với màu đen không mấy chị. Còn màu Hải mặc màu reo hết rồi nha. Nè. Rồi chèo lấy thì chốt rồi dùng cho em mà áo ghi lê sọc dùng cho em 189.000. Con này hàng rất là đẹp mấy chị ơi, 189.000. Thì sổ luôn hàng lên 189.000 mấy chị. Tay bồng dùng cho em. Lên liền cho em mã sọc 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em, ghi lê hoa dùng cho em 109.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã hoa 109 ghi lê dùng cho em. Con này Hải mặc á, Hải không có mặc ghi lê, Hải không có mặc sơ mi bên trong đâu mấy chị. Con này mùa này là Hải mặc là kiểu giống như là tay như thế này nhưng mấy chị nha, mặc luôn như thế này luôn. Vô nó đúng mùa đông á mấy chị có thể phối sơ mi ha, còn không mấy chị làm áo ba lỗ cho Hải cũng đẹp. Con này mặc quần sọt rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Chào lấy hoa cúc, ghi hoa cúc dùng cho em ha. 109.000 dùng cho em. Cúc 109 dùng cho này. Ghi hoa 109 rồi nè. Lên liền cho em mã ghi lê hoa 109.000 đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã này cho mấy chị nha. Chốt liền cho em mã áo 39.000. Áo xám dùng cho em 39.000 dùng cho. Lên liền cho em mã xám 39.000. Khôn 60kg mang ok.
888 39.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã áo xám 39.000. Con này là hàng cao bao luôn mấy chị, 39.000 nhưng mà hàng cao bao nha. Xám 39.000 lên cho em. Lên liền em mã xám dùm cho em 39.000. Rồi con này là con phong E&R mấy chị, phong E&R dùng cho Hải nha, 79.000. Chờ lấy phong E&R 79.000 dùng cho em. Con này hàng chuẩn, hàng Quảng Châu cao cấp luôn chứ không phải là hàng E&R. Xe 18 tương tác của chị sẽ la lên với em đó mấy chị ơi. Nó không phải là hàng E&R mà của sáng của hàng của mình lên nha mấy chị. Lên liền cho em áo đen dùng cho em không mấy chị nha. Quên lô. Lên liền cho em áo phong 79.000 dùng cho em. Hàng E&R dáng của nó là dáng hơi ôm ôm nha mấy chị nha, dáng thường á, nó không phải là dáng ôm đâu. Theo đây cho mình. Lên liền cho em mã phong E&R dùng cho em bán 79.000. Rẻ hơn 100.000 ngoài luôn. Lên liền cho em mã phong 79.000, phong E&R 79.000 ha. Rồi lên liền cho em mã này là mã phong xanh dùng cho em 79.000 dung hoàng. Rồi lên liền em mã phong xanh 79.000 dùng cho em. Phong xanh 79.000 mấy chị nhìn thấy này. Đẹp chưa? Rồi cái nó là mấy chị. Đó nó kết cường cho mình luôn ha. Rồi lên liền em mã phong xanh dùng cho em 79.000. Phong xanh 79.000, rồi lấy xanh tiếp xanh dùng cho em 79.000. Hàng E&R hãng nha mấy chị. Phong xanh 79.000 E&R hãng á, chứ không phải E&R mà mai nhãi lên bỏ tem vô đâu mấy chị. Lấy liền cho em mã reo dùng cho hả? Reo nha mấy chị nha, 79.000. Còn lên liền cái mã áo vàng 39.000 về tay. Con này là chú nói là chắc nỉ hàng da cá mấy chị ơi, nhưng mà chắc của nó là hàng tàu á, đẹp lắm. Này. Nỉ tàu mấy chị ơi nha. Mấy cái này hãy có nhiều hình nha mấy chị ơi nha, chứ mà có màu vàng nữa lại chung vô luôn 39.000 thôi. Mấy chị mua về mặc mùa thu này rất là sướng luôn, mặc rất là sướng nha. 39.000. Lên liền cho em mã vàng 39.000 dùm. Dự án vừa xem vừa giảm tương tác cho em chưa? Vàng 39.000 dùm cho. Lên liền cho em mã vàng 39.000. Chốt liền cho em mã áo vàng nha mấy chị nha, 39.000, con này mặc sướng lắm. Sướng lắm mấy chị ơi, 39.000, lên liền cho em mã vàng dùm cho. Chắc rất là đẹp luôn, 39.000. Lên liền cho em mã áo vàng 39, vàng 39.000. Trời ơi, mặc cái áo mà còn rẻ hơn cả. Vàng 39 cho Thúy Hồn. Vàng 39 cho Hồ thì Mỹ Yên. Lên liền cho em áo vàng 39.000. Đây con này lên mà chưa có like. Vàng 39 cho Nga Võ. Phong trắng 79 luôn lại cho chị Bảo Ngọc 282. Rồi cái này lên liền cho em áo sọc 99.000 dùm cho. Lên liền em áo sọc 99.000. Chị nào lúc đó hãy hãy mẫu á mà. Vàng 39 cho Nguyễn Vĩnh Duyên. Thôi hãy mẫu này mãi chưa kịp like nè. Chờ lấy vàng chút vàng dùm cho. Vàng 39 cho 2 cái cho chờ My Mỹ Xuân 12/8 thì bỏ ra cho họ đi em. 491 cái lấy. Mấy đơn vậy? Một đơn mấy nè. Đơn đó là chuyển khoản rồi đó. Của anh đi nữa. Vàng 39 cho Mỹ Phúc. Còn cái đơn đó là của ai nữa đó. Đơn trong đó của ai luôn em. Rồi lên liền em mã sọc dùm cho em. Sáng 39 lúc nãy chị Nga Võ. Sọc 99.000 dùm cho em ha. Lên liền em mã sọc 99.000. Hết rồi lỡ lên lời được em ok. Có 4 con thôi mấy chị ơi, 4 con duy nhất. Cái con sọc này nè mấy chị, hàng Phan Yara này chứ. Giống hệt hàng hiền tép luôn á nha. Sọc cho hình xa. Lên liền em mã sọc dùm cho em 99.000 dùm cho em. Y hàng hiền tép luôn cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã áo phong Emma dùm cho em 49.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã phong Emma 49.000. Phong Emma nha, phong tịnh Emma 49.000 dùm cho em. Mấy chị ơi, đơn này tới thứ 5 nha, em mới gọi chút đơn. Em gom đơn tới thứ 5 nha, em like ngày mai với ngày mai nữa. Ca trưa với ca tối. Sọc cho tôi thì Kim Thoa. Tối là 8 rưỡi em like nha. Nên là chị nào mà gom đơn á thì mấy chị ơi, tới thứ 5 bên em gọi nha. Chứ ngày mai bên em không có gọi chút đơn. Mấy chị để ý dùm cho Hải Hiệp. Rồi lên liền cho em mã áo dùm cho em 49.000, phong Emma dùm cho em. Phong Emma này có hai con thôi nè, ba con nè mấy chị. Sọc cho chị Kim Thương Tố. Sọc cho chính cho Kim Thương Tố. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đi liền cho em mã dùng cho Hải nha. Áo Phong Emma dùng cho em. Phong kem dùng cho em chứ lộ. Phong kem dùng cho Hải nha. 49.000. Rồi lên liền em mã xếp xoay mờ dùng cho em. Kèm đai nè mấy chị. Kèm cho mình cái quần ống xuân nè. 69.000. Lên liền em mã xếp 69.000 dùng cho em.
lên liền em mã set 69.000 dùng chạy. Set 69.000 nha. Lên liền em mã set 69.000. Phong Emma đó cả nhà ơi, Phong Emma xịn lắm ấy. Phong 49 cho Bích Hoàng. Phong Emma là hàng siêu siêu xịn luôn. Ok chị Thu Phạm nhá, cái đơn đó là em chưa có trừ 300.000 tiền ngọc của mình ra chị ha. Để tuần này em chơi cho mình chị nhá. Rồi lên liền trang cái mã này là mã Phong kem như Trần Ngọc Trang. Lên liền em mã set 69.000 có 3 set không ấy chị. Chị còn áo trắng. Sếp Bảo Trâm Bảo Minh. Còn áo trắng. Đây mấy chị áo đẹp nè. Đúng rồi, em chưa có trừ đi Thu Phạm, em trừ qua đơn này cho mình nhỉ. Rồi ghi liền cho em cái mã này nè mấy chị. 79.000 nè. Trời ơi, con áo này mà mấy chị mặc là thôi nhức nách luôn. Văn Huỳnh, chị Văn Huỳnh này là ở đâu ta? Chị ở Bình Dương đúng không chị? Thôi mà 49.000 cho Mộc Nhiên. Rồi lên liền cho em mã trắng dùng cho em nè. Áo trắng dùng cho em 79.000. Áo trắng dày tay nè. Dáng của nó là dáng vừa, không có bị ngắn quá mấy chị. Mang con áo này đi 79.000. Đẹp lắm, vải nè. Con này hàng to bao nha. Lên liền cho em mã trắng dùng cho em. Sao chứ như vậy thì cẩm bình. Lên liền cho em mã áo trắng 79.000 dùng cho em. Áo trắng 79.000. Trắng 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 79.000 cả nhà ơi, siêu xịn luôn. Lên liền cho em áo trắng 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em áo trắng dùng cho em 79.000 cả nhà. Này bộ lụa này. Em cảm ơn chị Thu Phạm nha. Rồi set siêu phẩm bộ lụa 79.000. Lên liền cho em áo bộ lụa 79.000 này cả nhà. Con này size to mấy chị. Mình ở quận 12 chưa đi được đâu chị Thủy Hình ơi. Con này 60kg á. Chị Thủy Hình, chị có bạn gì ở quận khác không? Hãy gửi qua bạn quận qua bạn của chị cũng được thì được không? Tại vì trong thành phố thì có thể gửi qua gửi lại được, nhưng mà trong hãy gửi đi đơn là không có nhận đơn mấy chị. Áo trắng 79.000. À set. Trắng 79.000 là Dương. Set đó size mấy chị 52-53 cái đổ lại á chị Dung Hoàng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền em mã bộ lụa dùng cho em nè. Bộ lụa dùng cho em ha. 79.000. Chờ lát chút em mã bộ lụa màu tối nè mấy chị nè. Đây nha mấy chị yêu nha. Lên liền em mã lụa dùng cho em 79.000 dùng cho. Chị có bạn nhiều quần thấy không? Hãy gửi về bạn chị cũng được. Trời ơi, có hai con áo nâu. Đó là thứ 5 bên em ở đây thì Thu Phạm nha. Rồi cái này lên liền cho em áo nâu dùng cho em nè, 59.000 nè. Trời ơi, con áo này đẹp lắm. Con này mà mấy chị mặc quần ngố thì xuất sắc. Em nói có một cái quần ngố thôi là mình mặc đủ thứ đồ không mấy chị. Thì bữa nay em về lại quần ngố cho mình ha. Về tiếp quần ngố nha. Rồi chị lấy chút liền cho em mã áo nâu dùng cho em. Lên liền cho em mã nâu nha cả nhà nha. Nâu 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 dùng cho em. Với giá là 59.000. Chút em mã áo nâu 59.000 dùng cho em. Nâu 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo nâu 59.000. Nâu 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo nâu mấy chị ơi. Sơ mi nâu dùng cho em 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã nâu dùng cho em ha. Ok chị Nguyễn Cẩm Bình nha. Lụa 79. Lụa 79 cho chị Thu Phạm. Lên liền cho em mã áo nâu. Rồi lên liền cho em mã áo sọc 39.000. Còn 39.000 cho em. Nâu 59.000. Nâu cho bé nhỏ. Rồi lên liền cho em mã áo sọc 39.000. Mấy chị nhìn con áo 39.000 này. Đẹp không mấy chị? 39.000 đó. Đẹp quá. Cái form của nó không phải là ngắn mà ngắn ngủn như đây nha. Form vừa cho mình nè. Không dài quá, form vừa cho mấy chị luôn. Chị nào mà kiểu như mình nhỏ câu một chút xíu, mình mua mấy con này nè mấy chị nè. Nhưng mấy chị yêu nha. Lên liền cho em áo sọc 39.000 dùm cho em. Sọc Trần Dương. Lên liền cho em áo sọc 39.000 dùm cho em. Lên liền cho em áo sọc 39.000. Sọc 39.000 dùm cho em. Nâu 59 cho Phương Phương. Lên liền cho em áo sọc 39.000. Sọc cho Ngọc Trang. Rồi cái này lên liền cho em mã theo dùm cho em nè. Lên liền cho em mã theo nha mấy chị nha. 49.000 dùm cho em. Có được 3 set. Cái bộ này có 3 set thôi. Bộ này hàng em nhập vô tới hàng 80 gì đó. Nhưng mà thôi em còn mấy set em tặng mấy chị luôn ha. 49.000. Lên liền cho em mã theo dùm cho em. 49.000 dùm cho em. Theo dùm cho em ha. 49.000. Lên liền cho em mã theo 49.000 dùm cho em. Theo 493 cái cho Lê Ngọc Ánh Dương. Lên liền em mã theo 49.000.
Hello, 49.000 cho Hồi Na. Hello cho Huỳnh Trang. Hello cho em 49.000 ạ. Cho Tô Thị Kim Thoa. Hello cho anh Phạm Thị hết mà theo ạ. Có 79.000 nè. Giờ lấy chút liền em mã váy 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã váy 79.000. Form này 65kg đổ lại men ok, bầu mang được luôn ha. Xén ở đây cho mình nè, 79.000 đầm xuân. Đầm xuân này là dễ mặc nhất luôn đó mấy chị nha. Dễ phô đồ nữa, mặc cái gì cũng được hết đó mấy chị. Nhưng mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã sọc dùm cho em. Sọc nha mấy chịu nha. Váy 79.000, váy sọc 79.000 dùm cho em. Lên liền em mã váy sọc dùm cho em 79.000. Hàng đẹp lắm đó mấy chị. Lên liền em mã váy sọc 79.000. Còn chân váy không? Váy bây giờ nhớ Lê Ngọc Ánh Dương. Chân váy thì còn, bây giờ chị lười la quá, chị bỏ vô hết trong kệ rồi. Rồi cái này lên liền em mã set nâu dùng cho em nè. Sọc 79.000 Lý Thị Thọ. Nâu 189.000 dùng cho em. Sọc 79.000 Tô Thị Kim Thoa. Rồi lên liền em mã set nâu 189. Set nâu dùng cho em 189. Tô Thị Kim Thoa ơi, chọn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản rồi cho tiếp gì nhỉ? Rồi lên liền em mã set nâu 89.000, ôi 189.000 dùng cho em. 189.000, con này là hàng LNG nha mấy chị nha. Set thể thao hàng này rất là đắt luôn. Hàng 400 mấy, 300 mấy không mấy chị nha mấy chị nha. Hôm nay mấy chị nào mà 60kg mang ok, lên liền em mã set nâu 189. 189 nha, có đúng một set cuối cùng hết luôn mấy chị ơi. Hết là cái set này rồi. Giờ lấy gì chốt đi dùng cho em. Rồi cái này là mỗi bộ siêu cấp, còn một bộ cho chị cái bộ à. Bộ Copperin thì mặc đi nè mấy chị. Mỗi thứ có bộ nha. Màu đen có một bộ 109.000. Chào lấy thì chốt đi dùm cho em. Hàng chờ siêu cấp mà xanh nâu 189 lên cho em đi ạ. Hàng siêu cấp nhưng mà chỉ có 109.000 thôi. Đảm bảo nhận hàng là hãy ơi, hãy còn mấy cái này hay không nha. Mà hết sạch mấy chị. Ok, tài khoản nào cũng được. Có số tài khoản ở trên trang bì, ở trong phong bay ấy. Chị ơi, tôi thì kiếm thôi nha. Đẹp chưa? Rồi lên liền dùng cho em mã set đen dùng cho em 109.000. Form này mấy chị nào mà 60kg mang ok trời. Này mấy chị nè. Theo cho mình nè mấy chị nè. Đây 109 cho Nguyễn Linh 354. 109.000 màu đen như hết rồi mấy chị, có set duy nhất đó, hết rồi. Rồi lên liền em mã xanh dùng cho em. Xanh nha mấy chị nha, 69.000. Chờ lấy xanh, chốt xanh 69.000 dùng cho em. Anh Dương lấy con này nè em, đẹp nè. Đúng chứ có lấy gì ngố không? Mua cái set này về mặt bán nè, đẹp lắm. Đẹp ơi là đẹp luôn, nó sẻ như thế này. Sẻ như thế này nha mấy chị ơi nha. Hết trơn rồi chị Hồi Na ơi. Cái đó là nó lẻ hải lai lúc tối á. Nó còn có một set nè. Cho chị, cho chị cái set chữ đó cũng được em. Set chữ màu đen, áo màu đen nè. Rồi lên liền cho em áo xanh dùng cho em nè. Áo xanh nha cả nhà nha, 69.000 dùng cho em. Vạt của nó là vạt như thế này nè. Vạt bầu như thế này nha, mặc quần ngố hay là quần legging đều được hết. Lên liền cho em mã xanh dùm cho em 69.000. Con áo trắng lúc nãy chị nào chốt nè. Áo trắng còn con 79.000 nè. Chờ lấy trắng, chút trắng 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã trắng 79.000. Chị nào chờ lấy áo xanh 69 lên mã xanh 69 như em ạ. Chị nào lúc nãy không có chốt được thì ghi dùm cho em. Con này chắc bolo nè mấy chị, hàng tan sườn. Mấy vừa xem 1.8 vừa chia sẻ ra lên cho em nè mấy chị ơi. Tan sườn nha mấy chị nha, con này là hàng đẹp lắm. Nó là nguyên cái lô lúc tối hãy like cho mình là toàn hàng siêu cấp không á nha. Chắc bolo nè, màu trắng của nó là chắc bolo ha. Giờ lấy trắng ghi trắng dùng cho em. Áo trắng 79.000 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã áo trắng dùng cho em 79.000. Lên liền em mã trắng 79.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã set đen dùng cho em nè. Set đen này quần của nó là quần kiểu giống như là quần bôm á mấy chị. Quần bôm. Trắng như đoàn trang. Con này là quần bôm nha cả nhà nha. Đây, quần bôm dùng cho em 189.000. Chào lấy chốt liền em mã set đen 189 quần bôn dùng cho nè. Đây mấy chịu nha. Đây mấy chị nè. Quần bôn dùng cho Hải nha. Chào lấy chốt liền em mã set đen 189. Size này mấy chị nào mà 55kg đổ lại em ok, Hải đang cầm size mỏ. Lên liền em mã set đen dùng cho em 189. Có set thôi mấy chị. Một set cuối nha mấy chịu nha. Nè chị nào size to mua cái set này mang nè.
đây mấy chị, cái này 55, 56, 57 kg mang ok nha mấy chị. Quần rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Nè. Đó. Áo này mấy chị, kèm cho mình quần nè. Cái này mấy chị mặc kiểu giống như là mấy chị về mấy chị không gì Út Trang nha. Mặc cái này là áo phông nè, còn cái quần này mấy chị có thể phối với lại mấy con áo bra nè, hay là mấy con áo crop top á mấy chị, rất là giá luôn. Bữa nay Hải thấy cái quần này không mấy bạn bán là trên 160, 170 một quần rồi nè. 160, 170 một quần nha mấy chị nha. Queen set luôn 109.000. Lên liền em mà xét chữ 109 dùng cho em. Chữ 109 nha cả nhà nha. Chữ dùng cho em 109, hàng siêu cấp đó mấy chị. Hàng đẹp lắm, nguyên cái lô tối là toàn là hàng 300-400 ngàn không. Cái áo phông của nó không giá dán trên là hàng 200 mấy nè mấy chị. Lên liền dùng cho em mãi nha mấy chị nha. Cái liền dùng cho em ạ. Cái liền dùng cho em mãi nha mấy chị nha. Xét chữ dùng cho em 109.000. Rồi hãy nhận được rồi nha chị yêu nha. Rồi lên liền dùng cho em mãi dùng cho em. Cái liền dùng cho em mãi xét chữ dùng cho em 109.000. Quá là đỉnh luôn, cái xét nó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em áo sơ mi 39.000 dùng cho em. Sơ mi trắng 39.000 dùng cho em. Chốt liền em mã sơ mi trắng 39.000, có vài con thôi. Lên liền em mã sơ mi trắng 39.000. Có được và cái này nguyên cục giống nhau. 39.000 nè mấy chị. Sơ mi 39.000, cổ phố Burberry dùng cho em. Tai phố luôn nè, nhưng mấy chịu nha. 39.000, mua về mặt đi làm cũng đẹp luôn mấy chị. Đi làm cũng ok la luôn nha, 39.000. Chào lấy thì chốt liền em. Dục mẫu lẻ đi. À. Có bộ này lấy không nè anh vô. Dục lại mà chưa lai. Bộ này bao nhiêu nè? Bộ này là hàng 119.000. Chào lấy thì chốt liền kem mã xanh 119. Quên. Kem dùm em 119 hàng Lenin. Lenin nha, hàng LNG. Size M 55 56 kg mang ok dùng cho em. 119.000 chắc lên mình dùng cho em. Em mấy triệu nha, nút của nó nè. Hàng LNG dùng cho em. 119.000 nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã set kem 119. Set kem 119 hàng có túi cho mình luôn nè. Cái set hàng Lenin mấy chị ơi, hàng Lenin dùng cho em ha. Lên liền em mã set kem 119 dùng cho em. Kem 119 dùng cho em. Lên liền em mã kem 119 cho Lê Ngọc Anh Dương. Kem nha cả nhà nha, 119.000, hàng Lenin đó, đẹp lắm. Rồi ghi liền cho em cái mã này là mã áo 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo trắng 39.000. Áo trắng dùng cho em 39.000 có con. Trắng 39.000. Trời ơi, hàng này xịn lắm cả nhà. Hàng này chị nào hay đi mua mà. Hàng của Lily Nguyễn nè. Hàng của gì quên rồi, Phượng ớt này kia là mấy chị thấy con Hương Bi này kia là mấy chị thấy cái hàng này không nè. Là hàng 300 mấy, 400 mấy thôi. Cho em 119 cho Lê Hỏi Dương 2 set. Rồi lên liền cho em mã áo phông dùng cho em nè mấy chị. Lên liền em mã phông đen, xả nhanh mấy chị con này 59.000. Phông đen này nam mang được có 2 con thôi. 2 con nha, chờ lấy phông đen, cái phông đen dùng cho em. Phông đen nha cả nhà ơi, phông đen dùng cho em. Với giá là 59.000, chờ lấy phông đen, cái phông đen 59.000 dùng cho em. Phông đen 59.000, nam mang được đó mấy chị. Phông đen 59.000. Rồi lên liền cho em mã phông kem dùng cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mã phông kem 49.000 hàng Emma. Phông đen 59 cho Lý Lệ, phông đen 59.000 cho Yến Nhi. Mấy chị nhìn cái hình này mấy chị đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền em mã phông kem hàng Emma 49.000. Phông kem Emma 49.000, bao bì tác mát Emma luôn 49.000 dùng cho em. Phông kem hàng Emma nha, hàng xịn đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã đầm body. Em tặng luôn mấy chị con đầm body này 39.000 luôn đi. Nhưng mà nó size S thôi nha cả nhà nha. 39.000. Bán 39.000 vui như thế này thôi chứ hàng chắc cũng phải là mua ngồi gấp 4 lần hãy like á. Gấp 4 lần nha, chứ không phải gấp đôi nữa. Cái em muốn kiếm cho vui phan. Rồi lên liền cho em mã váy vàng dùng cho em nè, 99.000 dùng cho em. Lên liền em mã đầm vàng 99.000. Kem muốn kiếm cho Trần Trần.
đầm vàng 99.000 dùng cho em. Đầm vàng này hãy có duy nhất. Em bao nhiêu cho lấy chị thọ. Đầm vàng này là hàng của ND mấy chị. Hàng ND nha, size của Hải đang cầm size S thôi. Gài nút lại dùng cho Hải nha, về mấy chị gài dùm em với. Tôi lên liền cho em mã đầm ND 99.000. Vàng ND 99.000 dùm cho. Hàng ND nha. Rồi lên liền cho em mã áo hồng dùng cho em nè. Lên liền cho em mã áo hồng dùng cho em 69.000. Sơ mi hồng tay bồng nè. Tay bồng nha, bèo dùng cho em. Có đi 39 cho Dung Nguyễn. Rồi cái này lên liền em mã hồng 69.000 dùng cho em. Có đi 39 lên giúp em cho chị à. Bất hợp. Rồi lên liền em mã sơ mi hồng dùng cho em 69.000 dùng cho em. Lên liền em mã sơ mi hồng 69.000 dùng cho em ha. Vàng 99 cho Lê Ngọc Ánh Dương. Lên liền em mã sơ mi hồng 69.000. Sơ mi hồng đó chị ơi 69.000. Còn cái này là hàng NRN hỏi thứ có bộ. Tặng nó mấy chị 99.000 luôn. Lên liền em mã số 1. Không, chị Như Hoa. Mã số 1 99.000. Bộ xô dùm cho em. Lên liền em mã số 1 52 tí mang đẹp nha. Hãy cầm size S thôi mấy chị. Áo xô nè, quần của nó 2 lớp nè. Quần 2 lớp nha. Mã số 1 dùm cho em 99.000. Có 1 bộ thôi. Mấy chị cứ chốt mấy cái bộ hàng này nè. Trời ơi, hàng 300-400.000 không ấy nha. 300-400.000 không đó mấy chị ơi. Ừ. Còn con này phô mấy chị 52kg nè mấy chị nè. Trời ơi, hàng nó đẹp ơi là đẹp luôn á. Số 1 cho Lê Ngọc Ánh Dương. Rồi lên liền em mã số 2 dùng cho em ha. Lên liền em mã số 2 dùng cho em. Mã số 2 52kg đổ lại ok. Tặng luôn cho mấy chị luôn 99.000 luôn nè. Lên liền em mã số 2 99.000. Thật sự luôn mấy chị cầm 99.000 mấy chị cũng không bao giờ đi lấy tỷ được luôn á. Hàng nó thật nha. Nè mấy chị nhìn cái quần của nó bên trong nè. Cái quần của nó y như cái chân váy như thế này luôn á. Hàng nó rất là xịn luôn. Áo này mấy chị hai lớp cho mình nè. Nha cả nhà nha. Đẹp lắm. Cái này mỗi tội nó có mỗi mã nó có một cái nên là hãy sale á. Cái hàng này hãy bán là 129.000, 119.000 nha. Số 2 cho Lê Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền em mã số 3 dùng cho em này. Có set duy nhất này 99.000 luôn. Lên liền em mã số 3 99.000 có set này. Mã số 3 dùng cho em 99.000. Hôm này mấy chị 55kg này, 55kg nha. Lên liền cho em mã này là mã số 3 dùng cho em. Một con áo này kèm với chân váy này. Đó 99.000 nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã số 3 dùng cho em 99.000 dùng cho em. Lên liền em mã số 3 99.000. Một con chân váy xích ly kèm cho mấy chị một con áo như thế này mà chỉ có 99.000. Tính ra rẻ hơn cái chân cái kia luôn mấy chị. Lên liền cho em mã số 4 dùng cho em nè, 99.000 luôn. Áo màu kem chân váy nè. Lấy cái chân váy này mặc đi bữa hôm trước đi bán. Số 3 99.000 cho Hà Nhung. Nó cái chân váy này 125.000 ngồi nè. Kèm cái áo nữa mà chỉ có 99.000 hàng lần rồi. Trời quá trời đất rẻ. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em nè. Thẳng mấy chị cái mã số 5 này luôn nè. Nghe giá này mấy chị nguyên set luôn. Chị Lê Ngọc Ánh Dương. Tặng mấy chị 89.000. Lên liền em mã số 5 89.000. 89.000 nha mấy chị nha. Size của Hải đang cầm size này mấy chị nào mà form tầm khoảng 50-51kg nha. Cái đó nó lưng chung với chị Bích Hoàng ơi. Mấy chị thấy em rị chung ra không? Cái chân quái nó là chung ấy. Chân váy nó là chung nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em lấy cái set này nè, đẹp lắm luôn á. Cái này đẹp. Về mà chưa kịp like luôn á chị ơi. Nè. Đẹp chưa? Áo nè. Cái áo này mấy chị nào đi làm mấy chị mặc với lại quần tây hay là chân váy cũng khác cũng đẹp nữa. Nguyên một set luôn. 89.000. Lên liền cho em mã. Mã số 5 dùng cho em 89.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã số 5 89.000.
Mã 5 nha, 89 ngàn dùng cho hả? Chốt liền em mã số 5, 89 ngàn. Chốt liền em mã số 5, 89 ngàn dùng cho. Rồi cái bộ gắm này có mỗi bộ, mỗi con một bộ nè. Bộ gắm này là size 60 nè. Còn cái bộ gắm này nó bị dính vô này. Để nó vô. Rồi cái này lên liền cho em mã gắm bi dùng cho em 89 ngàn nè. Gắm bi 89 ngàn phun to đó cả nhà. Phun này size XL á. Phun này tầm khoảng 55 đi, 55kg cho mặt rồi. Rộng thoải mái. Này mấy chị lên liền cho em mã gắm bi dùng cho em 89 ngàn, có bộ duy nhất không? Một bộ gắm nha, 89 ngàn. Chờ lấy chốt liền em mã bộ gắm 89 ngàn dùng cho em. Bộ gắm dùng cho em ha, 89 ngàn. Cái này xong. Rồi cái này rêu trơn dùng cho em nè, 79 ngàn dùng cho em. Chốt liền em mã rêu 79 ngàn dùng cho em. Rêu 79 ngàn. Gắm bi 89 ngàn chị Hương Trần. Rồi cái này lên liền cho em mã rêu dùng cho em. Bộ gắm đẹp xỉu luôn, mua ngồi cũng hay ít đó. Cảm ơn chế nha, nhận rồi hả. Rồi cái này lên liền cho em mã gắm đỏ dùng cho em nè, 89 ngàn dùng cho em. Trời ơi mấy cái bộ này mặc đẹp lắm á cả nhà ơi. Chị Lê Ngọc mấy chị nhiều. Thấy mà những chị mà người ta mặc kiểu giống như là người ta mặc hàng xịn á, đa số người ta mua gắm mặc không à, nhưng mới chịu nha. Với lại chị nào mà không thích mà mấy cái hình này kia mấy chị kìa. Mấy mà kiểu giống như là ưng mặc đơn giản gắm gắm này kia, mình mua mấy cái hình như thế này nè mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã gắm đỏ dùng cho em, 89 ngàn. Gắm đông với mấy chị ra cho chồng. Ai biết gắm gì. Lên liền em gắm đỏ đi chị. Rồi lên liền cho em mã gắm hồng dùng cho em. Phô này mấy chị ơi, 55, 58 cái đuổi lại mình ok á. Lên liền cho em mã gắm hồng dùng cho em. Gắm đỏ, gắm hồng mấy chị ơi. Lên gắm không là không biết đâu, gắm là cái mã trước rồi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã gắm dùng cho em ha. Gắm hồng tâm chí cho chị Lê Lê. Gắm xanh tâm chí cho chị Hương Tràn. Thấy gắm xanh em. Thấy gắm xanh chị Hương Tràn. Rồi cái này chân váy một con size M nè mấy chị. Tặng luôn mấy chị con chân váy lên. Nó có quần bên trong cho mình nè. Lên liền em mã chân váy dùng cho em ha. Đi dùng cho em mã chân váy dùng cho em. Con này em xả nhanh cho mấy chị 69 ngàn. Size M nha. Chân váy rinh size M nè. Hàng này nếu mà theo ri là em bán hàng 89 ngàn nha. Giờ nó còn một size xả, quên, một size lẻ hả mấy chị. Một size lẻ nha, 69 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Hết gắm rồi chị ơi. Gắm hết sạch luôn rồi đó. Lên liền em mã chân váy rinh size M đi mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã áo len dùng cho em nè mấy chị. Áo len 39 ngàn. Lên liền em mã len đen rút dây, con này dáng ôm ôm nè. Con len đen này đẹp mấy chị. Lên liền em mã len đen dùng cho em. Len đen nha cả nhà nha, với giá là 39 ngàn dáng ôm mấy chị. Dáng ôm nha, giờ lấy len đen, chốt len đen dùng cho em. Áo len nha chị Hà Mây. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm body dùng cho em. Đầm body hàng bôn nè, 89 ngàn luôn. Lên liền em mã đầm body hàng bôn. Đầm body này phôn mấy chị tầm khoảng 52-53kg thôi nha. Nó co giãn nhưng mà nó là hàng len đó mấy chị. Len, len gân như thế này nè. Hàng bôn dùng cho em nè mấy chị nè. 89 ngàn, chờ lấy chốt liền em mã đầm body 89 ngàn phôn dài. Phôn dài nha, xẻ nè. Lên liền cho em mã đầm body 89 ngàn dùng cho. Body nha cả nhà nha, 89 ngàn. Lên liền cho em mã đầm len body. Rồi cái này lên liền cho em mã áo hoodie dùng cho em. Hoodie này là hàng 160 nghe mấy chế ơi, 160 luôn. Nè, chắc nè. Rồi tặng luôn cho mấy chị con này 89 ngàn. Lên liền em mã hoodie 89 ngàn dùng cho em. Hoodie này có một con duy nhất không mấy chị. Hoodie này mặc sướng lắm, cực kỳ sướng luôn. Hoodie này hàng xịn á, không phải là hàng thường nha. Nè. Lên liền cho em mã áo hoodie dùng cho em. 89 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã hoodie 89 ngàn. Hoodie mấy chị ơi, 89 ngàn. Lên body 89 nha chị Thái Thị Thanh Thúy. Cái này lên liền cho em mà áo trắng dùng cho em nè. Lên liền cho em mà áo trắng 89.
lên liền em mã áo trắng dùng cho em tặng mấy chị con này 59 ngàn. Thôi đi cho chị đơn trang. Rồi lên liền em mã trắng dày tay 55 kg, 55 kg đổ lại em ok nha. 49 ngàn luôn. Thôi đi đó hàng đẹp lắm. Thôi đi đó hàng Quảng Châu á, không phải là hàng của mình nhưng mà hàng đi hàng Mỹ mà bong bong đâu mấy chị. Rồi mấy chị ơi, em có cái chân quá này mấy chị mua về cho bé mang thì mấy chị mua cho bé đi, nó có co giãn á nhưng mà nó không có quần bên trong á, mình mua về để mùa đông á mình có thể mặc quần tắc ở bên trong cho con ha, mình mặc quần tắc ở bên trong cho con nha mấy chị nha. Ôm tầm bà cho bé như là tầm khoảng 30 kg á mấy chị, 30 kg đổ lại nha, hãy tặng luôn 19 ngàn luôn. Lên liền em mã chân váy bé 19 ngàn dùm cho em, hãy có 3 con rồi mấy chị, hãy có 2 con, 2 con màu đen với lại 1 con màu ghi nè. Mấy chị mua về cho con á, xong rồi mấy chị để cho bé mặc quần tắc ấy nha mấy chị yêu nha, nó không có quần bên trong á, mình mặc quần tắc ấy nè dễ hơn đó. Nếu mà chị nào mà tầm khoảng 35 kg hoặc là 40 kg mấy chị mặc cũng được luôn, co giãn á. Hàng bữa nay đi lâu lắm anh Dương. Chú ấy 19 cho Đinh Thị Thảo Ly. Thích mới mã kèm sới ngỡ lên giúp em đi chị Quỳnh Anh Phạm ơi. Chú ấy 19 màu ghi cho hoa cỏ mai. Còn lên là dùng cho em mã váy đen dùng cho em nè. Váy đen hàng tao bao 79 ngàn dùng cho em. Lên liền dùng cho em mã dùng cho em 79 ngàn. Lên liền dùng cho em mã váy 79 ngàn dùng cho em. Chú bán 19 cho Thanh Nhung Lê. Váy 79 này là size M, size M nha. Giờ lấy chút em mã váy 79 ngàn size M. Còn áo chị mặc không? Áo chị mặc thì còn màu, còn áo chị mặc còn một con á, chị nào lấy thì chốt ha. Chị nào lấy áo em mặc đi, áo em mặc cái này bỏ cho chị nào lúc này có view luôn nè. Với 79 ngàn lên cho em hết bạn cho quay bán rồi chị Quỳnh Anh Phạm ơi. Chọn bạn khác chứ em chị nhỉ. Chị nào lấy áo em mặc đi, áo em mặc nha. 189 ngàn mấy chị. Rồi lên liền dùng cho em áo đen dùng cho em 39 ngàn dùng cho em. Lên liền dùng cho em áo đen nấu, hoodie nấu dùng cho em 39 ngàn dùng cho em. Hoodie này dán crop top mấy chị 39 ngàn. Lên liền cho em áo đen 39 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em áo váy dùng cho em nè mấy chị ơi. Váy 69 ngàn, size của Hải đang cầm size M. Đang 39 như Nguyên Nguyên. Rồi lên liền em áo váy 69 ngàn size M dùng cho em. Váy 69 ngàn size M Hải có con thôi. Đang 39 như Văn thì Khánh Ly. Rồi con này nó là con yếm á mấy chị ơi. Nó là con yếm nha. Yếm này về mấy chị có thể mặc cái áo ống á. Nếu mà hot girl người ta thường là người ta sẽ mặc áo ống, hoặc là mình có thể mình mặc con sơ mi á mấy chị nha mấy chị nha. Yếm dùng con yếm này của nó là dạng như mà yếm bí á mấy chị. Form nó to to như thế này đẹp lắm. Cái này mấy chị nào mà có con á tầm cấp 2 cấp 3 thích lắm. Cái form này mặc dễ thương lắm. Lên liền cho em mã xanh dùng cho em. Lên liền em mã đầm xanh dùng cho em ha. Yếm xanh dùm cho em 59 ngàn dùm cho em. Yếm xanh cho thấy thì xanh quý. Lên liền em mà yếm xanh 59 ngàn có con thôi mấy chị. Rồi lên liền cho em mà áo sơ mi dùm cho em. Áo sơ mi 39 ngàn tay bồng dùm cho em. Sơ mi 39 ngàn tay bồng dùm cho em. Lên liền em mà sơ mi 39 ngàn tay bồng. Sơ mi 39 ngàn 55 kg đổ lại em ok. Sơ mi 39 ngàn là giúp em yếm xanh hết rồi. Rồi cái này lên liền dùng cho em mã dùng cho em ha. Ghi liền dùng cho em cái mã là mã áo kiểu dùng cho em nè. Áo kiểu này có được có mấy con thôi. Áo kiểu dùng cho em nè mấy chị nè. Lên liền dùng cho em mã áo kiểu nha mấy chị nha. Áo kiểu này chị nào có không? Sơ mi 39 cho Khánh Hồng.
Rồi cái này lên liền cho em mà áo kiểu dùng cho em 39.000 luôn, có con duy nhất không? Áo kiểu 39.000 size M. Lên liền cho em mà áo kiểu 39.000 size M. Chỉ mấy cái hàng chỗ đó đi em. Áo kiểu lên thì hậu ly. Lên liền cho em mà áo hoodie đen dùng cho em nè, 39.000 luôn. Lên liền cho em mà hoodie đen 39.000, có con nè. Hoodie đen dùng cho em 39.000. Con này hoodie này nhanh nhanh được 39.000. Lên liền cho em mà hoodie 39.000. Rồi có một con áo phông xịn nè mấy chị. Hoodie 39 cho Linh Thị Thảo Ly. Lên liền cho em mã dùm cho em. Hoodie 39 cho chị à. Hà Mây. Lên liền cho em áo phông tím dùm cho em 39.000. Lên liền cho em mã tím 39.000 dùm cho em. Lên liền em mã phông tím 39.000, có 3 con, 4 con. 4 con nha. Lên liền em mã phông tím dùm cho em 39.000. Ê nè, chị nào mà chị nào hỏi hỏi hãy quần tắt tao nè mấy chị. Tím như Hà Mây. Quần tắt ta này hãy có ốc nha. Quần tắt ta này hãy còn size, hãy có size S thôi này, hàng Quảng Châu luôn á. Được chưa? Đó, để là một con. Quần tắt ta này có size S thôi, hãy tặng mấy chị 49.000 nốt luôn nè. Size S thôi cả nhà ơi, 49.000 hàng Quảng Châu cao cấp nè. Cái quần tắt ta này hãy nhớ, hãy vẫn nhớ luôn, hãy về tới được mà hàng 101, 120 á. Cái hàng đó chị mặc rất là đẹp luôn nè. Xịn sò lắm nha mấy chị yêu nha, form đẹp chưa? Hãy tặng mấy chị nốt 49.000 luôn ha, 49.000. Nhưng mà size của Hải đang cầm là size S thôi mấy chị. Size S nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mẫu quần 49.000, size S quần này đẹp lắm. Hải cũng lấy một con á để Hải mặc với lại áo len này kia mấy chị. Màu đỏ mặn này dễ may. Quần 49.000 lên giúp em cho Khánh Hồng. Lên liền cho em mẫu quần dùm cho em 49.000 dùm cho em. Quần 49 cho chị Phong Lan Phạm, quần 49 cho Ngọc Bích NB. Quần 49.000 lên giúp em cho Hoàng Diễm. Mấy chị ơi, con váy này là con váy xịn. Quần 49.000 giúp em ạ, à, cho Lý Kiều hai con. Còn một con nó Lý Kiều ấy. Nó bị cắt tái nha mấy chị nha, tại vì hàng siêu á. Đệm vai cho mình luôn nè, nguyên cái váy luôn, váy đen dùng cho em. Tặng nốt cho mấy chị con này luôn ha. Ghi liền cho em mẫu váy này size L mấy chị ơi, 49.000. Lên liền cho em mã váy 49.000 size L dùm cho em, có con duy nhất không? Một con nha, size L dùm cho em 49.000, nặng lắm. Này con này mấy chị về căng đi một tí luôn á. Quần 49 em hết rồi. Hết quần rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã váy tầng dùm cho em 49.000. Lên liền cho em mã váy tầng 49.000, 55kg đổ lại men ok. Lên liền em mã váy tầng, con này tầng như thế này nè mấy chị. Nó có tầng đôi nha, tầng đôi cho mình luôn nè. Đó, con váy này hàng nhập cao, thôi xả luôn mấy chị, 49.000 còn 4 con cuối. Váy 49 gì hồi nè. Em còn 4 con cuối nha, tặng nốt cho mấy chị luôn, 49.000 luôn. Lên liền cho em mã váy tầng 49.000. Váy tầng dùng cho em ha, 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy tầng 49.000. Em cho chị con áo đen này cho mình. Em cho chị con này. Với tiền bái này, cái đó cạnh áo đang ngồi lên. Giờ lấy váy tầng, lên mã váy tầng cho khỏi bị nhầm mẫu chị nha. Lên liền cho em mã váy tầng 49.000. Váy tầng cho Khánh Hồng. Rồi cái này lên liền cho em mã áo len này, tặng mấy chị con này 39.000. Len 39.000. Còn áo ghi len len không chị? Ờ ghi len len hãy hết rồi chị. Chắc hết rồi sao? Cục xanh. Hết rồi mấy chị ơi. Một cái nào tặng vậy? Mấy tầng. Tầng á mấy chị ơi. Dạ lấy mấy tầng, lên mở mấy tầng cho khỏi bị nhầm nữa mấy chị ơi. Khỏi bị nhầm nữa mấy chứ, mấy chị ơi, cho con bít NB 39.000 có con thôi. Chị Dung lấy cái gì chị ơi? Chị lấy áo tầng hay là chị lấy cái gì? Áo len 39.000 cho mấy bùi.
Rồi lên liền cho em áo ren dùng cho em nè, 39 ngàn nốt luôn. Rồi con áo ren này 49 cho chị Dung Nguyễn hai con. Thì áo ren này mà mặc với chân quái nha, đừng hỏi là mua 39 ngàn nha. Áo ren dùng cho em 39 ngàn, lên liền em áo ren 39 ngàn. Ren 39 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em áo ren 39 ngàn. Ngoài có chân quái này xây lờ này nữa. Trắng 39 ngàn giúp em ạ. Rồi cái này là chân quái Hải đang cầm mấy chị ơi, nó để size L nhưng mà nó tầm khoảng size M thôi nha. Nó tầm size M thôi mấy chị ơi, 39 ngàn luôn. Chị nào có con mua cho con cũng được nè. Lên liền cho em mã chân quái dùng cho em 39 ngàn. Ở đây là khuy nút mấy chị, nhìn cái khuy của nó đẹp chưa, 39 ngàn. Lên liền em mã chân quái 39 ngàn. Size M nha mấy chị nha. Nó bấm size L nhưng mà nó tầm size M không. Lên liền em mã chân quái dùng cho em 39 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã chân quái 39 ngàn. Chân quái 39 Khánh Hồng, chân quái 39 cho Linh Thượng đi. Lên liền em mã chân quái 39 ngàn dùng cho. Đẹp quá chị ơi, đẹp lắm đấy. Chân quái 39 cho Ngọc Bích NP. Nhìn nút không mấy chị ơi, cũng đủ sần sò rồi. Lên liền em mã chân quái dùng cho 39 ngàn dùng cho. Ghi liền cho em mã chân quái nha cả nhà nha, 39 ngàn không mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã vàng dùng cho em, 79 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã áo vàng, hoodie nha mấy chịu nha. Con này về tay dán cà rốt tốt dùng cho em. Lên liền cho em mã vàng 79 ngàn, chân vải nè. Chân vải cho chị Bích Hợp. Rồi lên liền, lên liền cho em mã vàng dùng cho em. Vàng 79 ngàn. Lên liền cho em mã vàng 79 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set 34 này mấy chị, một con áo gió nha mấy chị nha. Kiểu như là sơ mi á, nhưng mà chắc sơ mi gió thì. Kèm cho mình một con áo ba lỗ nè. Một con áo ba lỗ nha cả nhà nha. Xong rồi kèm cho mình một con quần nè. Hãy tặng nốt cho mình luôn, cái này quần hai chân quá nha. Quần mấy chị ơi, 79 ngàn. Lên liền em mã set 34, 79 ngàn. Cái hàng chữ M này lâu lâu lắm rồi không có về mấy chị, tại vì không ôm được sale. Set 34 dùm cho em. 5253 ký đổ lại men ok. Áo ba lỗ cho mình luôn 79 ngàn. Lên liền em mã set 34 79 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã set 34 set 34 79 ngàn thôi chú em ạ. Nè quần bé nè mấy chị, quần bé còn được mấy con nè. Để cho bò cái màu đen. Quần bé nè mấy chị ơi. Mới xem 18 tư tái mới chia sẻ la lên chú em chưa ạ. Quần bé em còn size 230, size 250 với là 2. Đúng rồi, em còn 230 với là 250 thôi mấy chị. 230 với 250. Số 79 ngàn cho Khánh Hồng. Em còn. Nè mấy chị, 69 ngàn chờ lấy quần bé đi, quần bé dùng cho em. Vậy là em chỉ còn em chỉ có một cái size 230 là đây, con này cho bé tầm khoảng 17 kg nè mấy chị. 17 kg đổ lại nha. Còn 250 là cho bé tầm khoảng 22 kg, 23 kg, 22-23 kg nha mấy chị nha. Giờ lấy quần bé, chú quần bé em cũng lấy cho bao một cái hôm trước lấy đủ màu luôn rồi đó mấy chị. Màu đen này đẹp nè. Lên liền cho em mã quần 69 ngàn kèm size đi mấy chị, 230 có 250. Quần bé size 250, 69 ngàn thân dung lê. Có 69 ngàn mà chắc kaki hàng to bao á mấy chị ơi. Giờ lấy quần bé, chú quần bé, hàng xịn lắm ấy. Em size với em ạ. 230 mấy chị ơi và 250, chờ lấy size gì của mình size đó nhìn chứ. Ủa có 69 ngàn à cả nhà. 69 ngàn thôi, mua về cho con mặc đi học mấy chị. Mặc ở nhà cũng sướng ha, tải mềm. Lên liền cho em mã dùng cho em 69 ngàn, chờ lấy một chút là dùng cho hả. Vậy nào con 17-18 kg là lấy size 230 này được không? 17-18 bé size 50 với út nhỏ. Bé size 50 thơ ly.
bé size 50 thấy chị Thúy Vân. Em còn một con size 230 thôi mấy chị. Còn một con size 230. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em, áo dùng cho em 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo bé size 30 thánh hồng. Rồi lên liền cho em mã áo 79.000 hàng Yenri nè. Yenri nha cả nhà nha. Chờ lấy chút liền cho em mã phong Yenri 79.000. Con này là phong Yenri phong hãng luôn nha cả nhà ơi, không phải là hàng mà kiểu như là hàng gia công lên đâu nha, chuẩn hàng lộ 1 luôn nè. 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã phong loan 79.000 Chanel hoa trà dùng cho em nè. Chanel hoa trà nha, chèo lấy chút liền em mã phong loan 79.000. Lên liền cho em mã phong loan dùng cho em 79.000 dùng cho em. Loan 79.000, chèo lấy loan chút loan 79. Lên liền cho em mã phong loan dùng cho em 79.000. Rồi lên liền cho em mã áo xanh dùng cho em. Con này là kiểu á, là hàng mà hàng của nó là hàng mềm mấy chị ơi, vải rất là sướng luôn. Con này em tặng luôn cho mấy chị con này với giá là 29.000 luôn đi. Lên liền cho em mã xanh 29. Lên liền cho em mã xanh 29.000 dùm cho em áo xanh này. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải của nó mềm mà đã lắm luôn. 29.000. Hôm này 65kg đổ lại mình ok á. 65kg nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã xanh 29.000 dùm cho em. Xanh 29.000. Áo em mặc là hàng 189.000 mấy chị. 189.000 nha. Chờ lấy áo em mặc thì áo em mặc 189. Thân cho Trần Tiên. Xanh lên với em ạ. Xanh cho Lê Thí Diễn. Xanh cho Như Hoa. Xanh cho Khánh Hồng. Chờ tới liền mở xanh 29.000 cho em. Em còn vài con giờ lấy cho liền cho em ạ. Rồi cái này của Hải là con yến nha mấy chị nha, một con yến. Đây mấy chị ơi, con yến này mấy chị rút dây vô nha. Mấy chị về mặc áo phông bên trong này hoặc là mặc sơ mi gì cũng được hết, yếm không nha mấy chị nha, hàng xịn luôn. 89.000, chào lấy yếm ghi yếm dùng cho em 89.000 dùng cho em. Yếm này mấy chị nào mặc size S, size M, size L đều được hết nha. Mình rút dây hai bên vô nè. Con yếm này cho Bảo Ngọc. Con yếm này mặc lên đẹp lắm luôn cả nhà ơi, 89.000. Chào lấy yếm ghi yếm dùng cho em ha. Yếm dùng cho em 89.000 dùng cho hả. Trời ơi, xịn lắm nha, form to nè, đẹp chưa? Dài cho Hải luôn, hàng xinh hình là mấy chị 89.000. Mấy chị lấy con này về mặc nè. Ôi đồ rất là đẹp luôn, con này mà có một con áo nữa là đảm bảo luôn, Hải nhập vô trên giá hàng 180-190 nha cả nhà nha. Lấy yếm đi, yếm dùm cho em có hai con thôi. Hàng Vinh nè, hai con nha, yếm đen 89.000 dùm cho em. Rồi cái này quần size M dùm cho em nè. Quần size M nha cả nhà nha. Yếm 89 lên cho em ạ. Cho chị Khánh Hồng. Yếm 89 cho chị. Đổi dung. Chị biết bỏ vô đây rồi chị. Đó là cái đăng hình cá. Được không? Em nói lê rất là học đi. Rồi lên liền cho em mã quần size M dùng cho em. Quần này phôn đẹp lắm. Mấy cái quần Hải hay mặc đó nha. Nếu mà Hải mặc like, Hải mặc áo phông này kia là hay mặc cái quần này lắm luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em cái mã này mã quần 49.000 size M. Nếu mà đó size S là em lấy rồi. Thì là nó có cái like quần như thế này Hải thích mặc nè. Nhưng mấy chịu nha, 49.000 size M. Lên liền cho em mã quần 49.000 size M dùng cho em. Quần 49.000 size M. Rồi lên liền cho em mà áo nhung màu đen dùng cho em. Áo nhung hổ màu đen 39.000. Áo nhung 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã nhung 39.000. Áo nhung 39.000 dùng cho hả. Quần 49 cho Song Ngư. Lên liền cho em mã nhung nha, 39.000 dùng cho hả. Rồi lên liền cho em mã phong nè mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền em hả. Con này mấy chị mua về cho con đi mấy chị dễ hơn á. Em tặng luôn cho mình luôn ha. 39 nhung 39 lên cho em. Nhung 39 nhung nhỏ. Con này em tặng mấy chị 29.000 đi. Lên liền em mã trắng 29.000. Lên liền em mã trắng 29.000 đi.
Mấy chị, cái hùng của nó mềm mà đã lắm. Lên liền em mã trắng em tặng 29 ngàn đi, chị nào mua về cho con nha. Mua về cho con mặc với lại quần sọt lên này kia cũng đẹp. Hoặc là mặc với chân vá hay yến gì cũng đẹp á. 29 ngàn. Lên liền em mã trắng 29 ngàn dùm em. Trắng 29 ngàn. Em chỉ cho chị có ba lưỡi cho nó lại con. Đó, mấy con ống dùm nó dùm lại đây chị nào. 2-3 cái, 2-3 cái, biết ba lô kìa, ba lô trên đó còn mấy con nè. Đúng rồi, bên em chưa có trường hợp cho mình đó chị Anh Lê, em nhầm, em làm đơn em chưa trường hợp cho mình đó chị ạ. Còn cái ba lô của như bên kia như còn cái đúng không, chưa góc nó còn cái đúng không, còn không phải không? Phải không? Phải hả? Đây mấy chị, em có cái ba lô này, cô nói là vải hàng, cái này gọi là cái gì ta? Nó là ba lô vải luôn à, ba lô vải chứ không phải là ba lô da thường đâu. Dễ thương lắm. Có hai con nha, em tặng nốt cho mình 79 ngàn. Lên liền cho em mã ba lô 79 ngàn dùm cho em. Nè, dây đeo dùm cho em ha. Trắng 29 cho Thu Hiền 2 cái. Rồi lên liền cho em mã ba lô dùm cho em. Hãy chưa trừ chị Anna Lê ơi, xíu chị nhắn tin đi. Chị không trộn hàng nữa thì hãy chuyển khoản lại cho mình ha. Chị nhắn tin cho Hải đi, xíu Hải chuyển khoản lại cho Nhung Lê. Chứ hãy chuyển khoản lại cho mình nha, nếu mà chị không trộn thì hãy chuyển khoản lại. Còn chị trộn thì hãy trừ vô đơn hàng bữa sau đi. Cho cái Diễm Nguyễn. Ba lô, cái này ba lô vải nè. Ba lô vải nha, 79 ngàn, có hai con. Trắng lên cho Bùi Nhung, Bùi Nhung. Hết mở trắng ạ. 79 ngàn nốt nha, tại nhà ôi có hai con thôi. Xin dịch cái đấy ra, con cái nồng, con cái nồng. Rồi lên liền cho em mã nhung vàng dùm cho em nè. Tặng mấy chị con này 39 ngàn nha. Ôi con này mặc xinh lắm á nha cả nhà ơi. Đang hốt lên nhung rồi đó. Tốt con này nha. Lên liền em mã nhung vàng 39 ngàn dùm cho em. Vàng 39 ngàn dùm cho em. Bà lô mấy cái nè. Bà lô có 2 con thôi. Lên liền cho em mã vàng dùm cho em. Bà lô 79 ngàn Thơ Lê. Bà lô 79 ngàn Nguyễn Linh. Lên liền em mã vàng dùm cho em, 39 ngàn dùm cho em. Nhung vàng 39 ngàn. Nhung vàng dùm cho em 39 ngàn, có mấy con không mấy chế ơi, mấy chế à. Hết ba lô rồi mấy chế, có 2 con thôi. Lên liền cho em mã vàng 39 ngàn dùm cho em. Rồi chốt liền em mã set ring nè mấy chị. Set ring size L này xả nốt mấy chị 89 ngàn. Con này là chân váy ring nè mấy chị. Chân váy ring dùm cho Hải nha, 89 ngàn size L. Lên liền em mã trên 89 ngàn size L dùm cho em. Lên liền cho em mã trên nha mấy chị nha, 89 ngàn size L. Và em bao giờ hai con cho Dung Nguyễn. Cái này có duy nhất được một set đó mấy chị, 89 ngàn size L dùm cho em. Trên 89 ngàn size L, giờ lấy thì chốt liền cho em. Và em bao giờ như Quỳnh Kim Liên. 89 ngàn size L, em có mấy chị với cái áo ở đây. Đây con áo này em tặng luôn cho mấy chị luôn nha. Còn gấm hoa phun to mà tôi gấm hết trơn rồi chị ơi. Rồi 69 ngàn. Lên liền cho em mặc áo hoodie 69 ngàn dùm cho em. Trời con này bán 69 ngàn nè. Chịu được không? Lên 89 cho Giang Hình. 69 ngàn. Lên liền cho em mặc 69 ngàn dùm cho em. Trắng 69 ngàn dùm cho em. Đẹp lắm cả nhà ơi. 69 ngàn. Xịn lắm. Lên liền cho em mặc áo 69 ngàn dùm cho em. Chốt liền cho em mặc áo nha, 69 ngàn. Đây, 69 cho chồng em, 491. 5 con. Lên liền em, 5 con. Lên liền em mã đen, 69 ngàn. Rõ con phải còn. Con line này, con này không ai lấy là em để mặc. Một con hả nhỉ? Hai con hả nhỉ? Em còn được 2 con, 89 ngàn. Lên liền cho em mã váy tầng 89 ngàn. 89 ngàn nha. Đen 69 cho chị ạ. À.
từ từ mấy chị ơi, con mấy chị ơi, một bánh NP một con thôi. Thu Hiền nó nghe con. À, sao chứ như Bích Hoàng? Cái tầng dùng cho em 89 nghìn. Ở đây sao chứ như không phải Hoàng Anh? Còn không? Còn không nhỉ? Sao chứ như Như Hoàng? Sao chứ như chồng Mỹ Lệ? Sao chứ như chị ạ? Thắm? Bích Hoàng có số chín rồi đó chị ơi. Bánh Dương. Ok. Cẩn. Mấy Kim Phương Nguyễn Thị. Áo số 9 hết rồi. Còn mấy con em? Còn đúng không? Mấy đó còn. Rồi lên liền che mã dùng cho em. Ghi liền che mã hoa dùng cho em nè mấy chị nè. Lên liền che mã hoa nha mấy chịu nha. Hoa dùng cho em nè mấy chị nè. 69 ngàn. Lên liền cho em mã hoa vàng 69 ngàn dùng cho em. Hoa vàng dùng cho em 69 ngàn. Chốt liền cho em mã hoa vàng 69 ngàn. Có một con. Chị nào lấy váy 89 ngàn. Em mã váy 89 ngàn mấy chị. Em còn vài con đó mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã set kem nè. Xả luôn mấy chị 69 ngàn luôn. Kem 69 ngàn. Quần đẹp cho. Cái đây là cái quần nha mấy chị nha. Quần ngố dùng cho em 69 ngàn. Lên liền em mã sách kem 69 ngàn, 52 cái đũa lạnh em ok, có 2 con thôi. Thêm cái đũa dung. Rồi hãy có con áo này nè mấy chị. Là cái con áo mà để mình mặc yếm á mấy chị. Để mấy chị mặc yếm á, con áo tơ á mấy chị. Mặc yếm nha mấy chịu nha. 29 ngàn, lên liền cho em mã áo tơ 29 ngàn. Bích NB. Đây nè. Con này để mình mặc với yếm á mấy chị kìa. Mặc chung với là yếm này kia mấy chị. Nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em. Con này mấy chị 55kg đổ lại mấy chị may ok. Lên liền cho em mặc áo dùm cho em. Áo nha cả nhà nha. Lên liền cho em mặc áo dùm cho em. 29 ngàn áo tơ này để mình mặc đó mấy chị. Nha mấy chị nha. À, chính đồ dung. À, chính nhân hợp bánh đồ phê. Cái chỗ đó lại nha. Rồi lên liền cho em mã vàng bích. Dùng cho em. Liền cho em mã vàng dùng cho em 39 ngàn. Lên liền cho em mã áo vàng 39 ngàn. Có 3 con nữa chị. Có 3 cái con nữa. Lên liền cho em mã áo vàng dùng cho em 39 ngàn. Áo ba lỗ vàng dùng cho em 39 ngàn. Ba lỗ vàng nha cả nhà nha. 39 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã ba lỗ vàng 39 ngàn. Ủa áo đen chó này có chốt không? Chốt sát cái lại. Rồi mới dính cho chồng mi. Rồi lên liền cho em mã 69 ngàn. Chó màu đỏ dùm cho em. Lên liền cho em mã đỏ dùm cho em 69 ngàn. 55kg đổ lại đây ok. Cái màu này lên hình nó đẹp ghê luôn á. Nè mấy chị. Ôi cái hình của nó hình 3D sao mấy chị. Nhìn nè mấy chị. Nhìn vô nè. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã đỏ dùm cho em ha. 69 ngàn dùm cho em. Đỏ 69 ngàn. Lên liền em mã đỏ dùm cho em 69 ngàn dùm cho em. Đỏ 69 ngàn. Đỏ Bích Hoàng. Lên liền cho em mã đỏ dùm cho em 69 ngàn dùm cho em. Ở đỏ đỏ mấy chị ơi 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã hồng dùng cho em này 69 ngàn mấy chị. Trời con áo phông hồng nó đẹp. Trời đỏ lên mà đỏ 69 ngàn cho em nha. Nào lúc tối hỏi Hải còn màu xám hay không á. Màu xám màu hồng gì cũng đẹp hết trơn nè mấy chị nè. Xám hồng đều đẹp hết nha. Chị nào ưng xét thì tối nha mấy chị nha. Tối mình vô xét nhiều nha.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em áo hồng. Hồng cho Lê Hồng Bánh Dương. Hồng 69 ngàn có 2 con. Trời, con hồng nó đẹp lắm luôn á. Hồng cho Lý Lệ. Rồi cái này lên liền cho em mã xét dùng cho em size M này. Xét xin quay tầng size M dùng cho em 99 ngàn. Lên liền cho em mã xét 99 ngàn size M dùng cho em. Con này hãy có 2 set nha cả nhà nha. Set này mặc đẹp lắm luôn. Xem lại cho em sẽ đăng cái hình cái con áo này cho mấy chị xem cái set này nha. Áo của nó rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho. Đây phía trước áo của nó là như này. Lên liền cho em mã set sọc dùng cho. Set sọc nha cả nhà nha. Size M dùng cho. 99 ngàn dùng cho em nè. Lên liền em mã set sọc size M 99 ngàn. Sọc dùng cho em 99 ngàn size M dùng cho. Sọc nha cả nhà ơi, 99 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mã set nâu dùng cho em 99 ngàn luôn. Nâu nha mấy chịu nha, 99 ngàn. Nâu là áo như thế này nha mấy chịu nha. Áo với lại chân áo, cái này là quần. Quần nha, đây, quần 50% phía sau là chung. Hôm nay mấy chị mặc size M đổ lại dùng cho Hải nè. Lên liền em mã set nâu 99 ngàn. Nút bọc cho mình. Nút bọc nha mấy chịu nha. Con này mấy chị mặc quần tây, mấy chị mặc cũng đẹp luôn, chân váy khác mặc cũng được. Lên liền em mã set nâu 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã phong Emma 49 ngàn, còn 3 con cuối nè. Phong Emma, con này hồi tối like mẫu mới đó mấy chị. Mẫu mới mà cũng sale 49 ngàn, trong khi đó hàng bữa nay hàng phong nhập vô trên 100 ngàn rồi. Phong Emma này nhập trên 100 ngàn rồi. Nha mấy chị yêu nha. Phong Emma dùng cho em. Lên liền em mã phong đỏ dùng cho em 49 ngàn hàng phong Emma. Đỏ 49 nha chị Vi Phan. Rồi lên liền cho em mã rêu dùng cho em 79 ngàn dùng cho em nè. Áo rêu 79 ngàn. Lên liền cho em mã rêu 79 ngàn dùng cho em. Con Emma rêu đỏ như chị Ngọc Bích Hồng Khe. Con rêu nào mà mấy chị mặc với lại mặc với dây á, mấy chị khoác cũng đẹp nè. Hoặc là mấy chị mặc với lại quần ống sung á, đẹp lắm. Lên liền cho em mã áo rêu dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Rêu 79 ngàn nha. Lên liền cho em mã áo rêu dày tay dùng cho em vải nè. 79 ngàn. Cho em mã rêu 79 ngàn dùng cho em. Rêu dùng cho Hải nha, 79 ngàn. Ôi trời ơi, trời con này giờ la thế nè. Đẹp thiệt nhưng mà nó kiểu giống như là nó hở hở mấy chị. Caro này mấy chị nè. Xét quần chung lúc nãy còn không em Kiều Dung. Là xét nào chị Hà? Chị bị cho là xét nâu á. Xét này hả chị Dung? Chị Dung xét này hả? Còn nha. Xét này bao nhiêu? 99 ngàn á. Chị Dung lấy thì ghi dùm em mã xét nâu. Cái áo của nó là cổ yếm mấy chị ơi. Cổ yếm nha. Cổ yếm. Rồi cái này lên liền cho em. Ồ quên. Đây. Đen. Cổ yếm cho mấy chịu nha. Gài nút nè. Cột dây. Xét nâu chính như chị Kiều Dung. Mấy chị về lấy cái quần caro mặc quần ống sung cũng được hết. Hãy xả luôn cho mấy chị 49 ngàn cái set caro này luôn đi. Có được 2 set thôi mấy chị. 2 set thôi nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã caro cổ yếm nè. Cổ yếm nha mấy chị yêu nha. Xả tặng luôn mấy chị 49 ngàn luôn. Ok chị Dung nha. Nè 50% phía sau là chung. Caro dùm cho em 49 ngàn. Không có quen mặt hở mấy chị. Set caro cũng chính cái chị Lê Ngọc Ánh Dương. Lấy liền em mã set caro dùm cho em. Set caro cho chị Na Hinh Ren. Đầm này là siêu phẩm nha mấy chị yêu nha. 79 ngàn. Lên liền cho em mã sọc 79 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã đầm sọc 79 ngàn. Phôm dài mấy chị ơi. Phôm dài 79 ngàn. Đây 129 ngàn. Bố hôm mới hốt. Đây mấy chị. Rồi 79 ngàn dùm cho em. 55kg đổ lại mình ok. Lên liền cho em mã váy sọc dùm cho em. Váy sọc nha 79 ngàn. Lên liền em mã sọc 79 ngàn dùm cho em. Sọc 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 mấy chị ơi. 79 ngàn.
Rồi một con áo phông siêu dễ thương mấy chị ơi, màu đẹp nè, màu hồng. Rồi lên liền mấy mã phông hồng nè mấy chị, tặng mấy chị con này nha. 59.000 hàng nè mấy chị. Chạy viền cho mình nè. Và cái phông của nó là phông vừa vừa, nó không có rộng quá đâu mấy chị nè. Nó phải là phông rộng nha, nó vừa phông vừa cho mình nè. Lên liền dùng cho em mã phông hồng dùng cho em, tặng mấy chị 59.000. Con này em phải la giá 79.000 á, tại vì em nhập cao. Lên liền cho em mã phông hồng dùng cho em. Phông hồng dùng cho em. À, 59.000 phong hãng ấy. Có sợ 79 lắm nãy cho chị Lê Viên. Phong hãng nha cả nhà nha. Chờ lấy chút thì mấy mở phong hồng dùm cho. Phong hồng nha mấy chị nha. 59.000 dùm cho. Con này mấy chút. Phong hồng 59 phong hồng đẹp lắm. Nó không phải là phong thường đâu mấy chị ơi. Phong cũng lắm. Phong hồng 59 nha chị Ly Ly. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm trắng dùm cho. Đầm trắng này xây mò nè mấy chị. Bóp ra chị ra, ra hai bỏ lên đây đâu. Đằng đi, răng em luôn kìa. Giờ chị chắc hàng vô kệ đó, để bữa nào chị like nha chị. Để bữa nào chị đặt hết hàng tao bao rồi chị like luôn lần luôn hàng. Chứ có like hết hàng tao bao là chị cũng lười like á, tại vì bỏ vô kệ á. Rồi lên liền cho em mã dùm cho. Lên liền em mã đầm trắng, phải luôn mấy chị con này 59 nha. Lên liền em mã váy trắng. Váy trắng này con này mấy chị SML mang được nha. 59.000 dùm cho em. Lên liền em mã váy trắng 59.000 hàng KBTWare có 2 con thôi. Này cả nhà. KBTWare nè. 2 con nha, 2 con thôi. Lên liền cho em mã đầm trắng KBTWare 2 con thôi, xả luôn với chị 59.000. Rồi lên liền cho em mã đầm, ở bên lên liền cho em mã xếp hoa dùm cho em 59.000 nè. Hoa 59.000 dùm cho em, quần tắt tay dùm cho em. Cái này lúc tối đâu lòi ra mấy chị ạ. Lúc tối em lái thì hết hàng rồi mấy chị. Bây giờ nó còn một bộ lẻ. Bộ lẻ nha, xả luôn mấy chị 59.000 luôn. Lên liền em mã xếp tắt tay 55kg đổ lạnh này ok 59.000. Chốt liền em mã xếp tắt tay 59.000 dùm cho em. Cái dùng cho em mã xếp tắt tay nha, 59.000 dùng cho hả. Rồi lên liền em mã caro dùng cho em này, 59.000 này, có được 3 bộ. Thôi em like nốt cái mã này rồi thôi, em tắt mấy chịu nha. Tối em lên nha, tối em lên hàng mới mấy chịu nha. Tối em không có lên hàng like lẻ mấy chị, em lên hàng mới cho mình ha. Chị nào ưng hàng mới thì tối nha. Rồi lên liền cho em mã caro dùng cho em này. Caro dùng cho em ha, 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã set caro 59.000. Có được có mấy set đâu mấy chị. Caro. Con này cũng như vậy mấy chị ơi, nó bị lẻ lẻ mỗi chỗ mỗi nơi mấy chị. Được đó chị mới vừa like cái bộ này. Lên liền cho em mã caro 59.000 dùng cho em. Bộ caro dùng cho hả. Bộ caro này quá trời người chốt luôn rồi đó hết. Hồi tắt like đi, tối hãy like cho mấy chị nha. Cả nhà ơi, MLB tối hãy like luôn mấy chị nghe, giờ hãy tắt like, hãy báo bill chuyển khoản nha. Rồi bye bye mấy chị nha, hẹn gặp mấy chị tối đi, tối hãy lên nha. Tối mấy chị nào mà tối gì nào ưng hàng số lượng ấy nha mấy chịu nha, thì tối mình vô nha mấy chịu nha, 8:30 hãy like. Bye bye mấy chị.